bạn đang nghe truyện từ Tiên Hiệp Audio, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Vĩnh Sinh, tập 156 Sắc mặt hoa thiên đô cực kỳ khó coi. Hắn vạn lần không ngờ tới mình tu luyện tới cảnh giới hiện tại, gần như vô địch. Nhưng là một trưởng vừa rồi đều bị chịu thiệt lớn, thiếu chút nữa chân khí tan rã, căn nguyên bị thương. Không có khả năng. Phương Hàng làm sao lại mạnh như vậy? Một trưởng vừa rồi một chưởng vừa rồi của Phương Hàn, Hoa Thiên Đô bị đẩy về chỗ cũ, trong khoảnh khắc hắn cảm giác được vĩnh sinh khí hội tụ thành Hải Dương Thuấn Di mà đến, vô số vĩnh sinh khí phát sinh lượng biến đến chất biến, hội tụ thành thần linh chất lượng cao hơn tiên vương đang hơn trăm ngàn vạn lần, sinh ra bùng nổ liên tiếp khiến cho hắn gần như bị thua chỉ trong một chiêu. Hiện tại hắn nắm giữ hồ lô càng khôn, có thể luyện chế ra tiên vương đan. Hắn cũng biết luyện chế tiên vương đan phi thường gian nan, vĩnh sinh khí ngưng tụ, kết cấu biến hóa vô cùng cho dù cả đời đều không thể thăm dò nhưng là hiện tại vĩnh sinh thần do phương hàn ngưng tụ ra là cảnh giới hắn cả đời này không thể với tới đây không phải cảnh giới của phương hàn cảnh giới của hắn không có khả năng ngưng tụ ra vĩnh sinh thần kho trí nhớ khổng lồ của hoa thiên đô bắt đầu vận chuyển đúng khẳng định là vĩnh sinh thần năm đó điện mẫu phương thanh tuyết đối chiến tạo hóa tiên vương cũng chính là thi triển ra một chiêu này vô số đại quân vĩnh sinh thần từ chân trời mà đến ép lên vĩnh sinh chi môn tiến hành trấn áp chỉ một kích liền phá nát tạo hóa thần khí chí bảo tam thập tam thiên vĩnh sinh thần căn bản không phải người có thể luyện thành tiên vương đều không có khả năng người nắm giữ đại mệnh vận thuật mới có thể hoàn mỹ thao túng vĩnh sinh người nắm giữ vận mệnh mới có thể có vĩnh sinh không vận mệnh này là của ta, không thuộc về phương hàng. Ở sâu trong nội tâm, hoa thiên đô thanh tĩnh vô cùng. Phương hàng Ngươi rốt cục kết nối vận mệnh, tuy nhiên hiện tại ta đứng trước mặt của ngươi, ở sau lưng ta là tất cả tiên vương. Mặc cho ngươi mạnh cỡ nào cũng không có khả năng là đối thủ của nhiều tiên vương. Ngươi cho là ngươi có thể hàng phục hoàng tuyền đại đế. Hoàng tuyền đại đế này là của ta, ngươi cũng là một con chó của ta. Tất cả mọi người nghe lệnh. Thúc giục đại trận. Hoa thiên đô ra lệnh một tiếng, lập tức chúa tể tiên huyết, thái hoàng thiên, lưỡng nghi tổ sư, toàn bộ đều bắt đầu kính dân căn nguyên ra. Toàn bộ thiên đô thành phát ra một đạo thần mang thẳng tắp thanh tẩy thiên địa trực tiếp rót vào trong thân thể hoa thiên đô. Hoa thiên đô lập tức bành trướng gấp 10, pháp lực liên tục tăng lên, gần như nháy mắt đã đột phá lực lượng của tu vi 17 kỷ nguyên hắn đứng sừng sừng trên thiên đô thành, bàn tay chọc đánh, năm ngón tay mỗi một ngón đều như trụ chống trời đảo ngược tiến hành oanh kích mãnh liệt nhất đối với Phương Hàng. Phương Hàng thần sắc ngưng trọng, thân thể thẳng tắp như cây thương vĩnh viễn không công. Hắn dường như đại biểu tất cả chính đạo, chính nghĩa, đại cương, chính trực, nhân từ. Một tay hắn bao phủ hoàng tuyền đại đế, một tay liên tục biến hóa thủ pháp, lăng không chấn động lập tức trong vô hình vĩnh sinh chi môn chấn động, vĩnh sinh khí vô lượng ngay lập tức lại thành hải dương, trăm ngàn ức vạn vĩnh sinh thần từ trong đó sinh ra, hội tụ thành đại trận rậm rạp, tiến hành va chạm với một kích của hoa thiên đô. ầm 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 Liên tục va chạm, chân khí căn nguyên của hai người đều không ngừng tiêu hao. Một kích này của hoa thiên đô là một kích tập trung tất cả hàng ngàn hàng vạn thiên quân, hắn không chút bị ảnh hưởng bởi vĩnh sinh thần bùng nổ, vẫn ép xuống đánh tan tầng tầng sương mù, trừ giả tìm thật. Hừ. Phương Hàng hừ lạnh một tiếng, bàn tay lại biến hóa. Một dòng sông vận mệnh xuất hiện, tay hắn động đậy không ngừng, chí bảo tam thập tam thiên bay ra, trôi nổi đầy trời. Tất cả cổ tự hội tụ thành một thiên văn chương, ngăn cách chặt chẽ một kích của hoa thiên đô ở bên ngoài. Hoa thiên đô. Ngươi vĩnh viễn đều là một kẻ tiểu nhân cho dù tập trung trăm ngàn thiên quân cũng sẽ không là đối thủ của ta. Phương Hằng hoàn toàn chặn hoa thiên đô lại, phát ra tràn cười sang sản. Giờ này khắc này hắn chính là một bất bại chiến thần, không người nào có thể đánh bại hắn. Làm sao có thể? Chúng ta nhiều người như vậy, liên thủ một kích mà hắn lại có thể ngăn cản được. Chẳng lẽ hắn là tiên vương? Trong thiên đô thành, rất nhiều thiên quân vận chuyển đại trận thiếu chút nữa sống sờ sờ bị hù chết. Ở trong cảm nhận của bọn họ, nhiều thiên quân như vậy liên thủ công kích cho dù là tiên vương đều có thể một trưởng đánh chết. Nhưng là Phương Hàng lại không chút sức mẻ. Đây là lực lượng của đại mệnh vận thuật. Thái Hoàng Thiên phát ra thanh âm, mọi người không cần kinh hoảng. Người này cũng không mạnh mẽ như vậy. Nghe đồng người tu luyện đại mệnh vận thuật gần như bất diệt, tự thân linh hồn cùng vĩnh sinh khí tuy hai mà một. Một bộ phận công kích sẽ truyền vào trong vĩnh sinh chi môn, công kích không thể tới được bản thể của hắn. Chúng ta chỉ cần tiếp tục tăng lớn lực lượng là có thể đột phá cực hạn của hắn, một kích giết chết. Hắn còn chưa nên trò trống gì, căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Không sai. Tiềm lực của hắn có hạn. Đại mệnh vận thuộc lại như thế nào? Ta vẫn đánh phá như thường. Hoa Thiên Đô cũng chân chính bắt đầu điên cuồng hắn muốn cho Phương Hàng một kích trí mạng. Chúa tể nguyên thủy, hồ lô càng khôn, tam sinh thạch. Dùng hết tam sinh lực của ta thiêu đốt tất cả thần vật. Hoa thiên đô hét lớn một tiếng, lập tức vô số thần vật trong thiên đô thành đều thiêu đốt, trở thành tro tàn. Hào quang của tam sinh thạch chiếu rọi vạn trượng. Lực lượng lại tăng lên, tăng lên không ngừng nghỉ. Hoa thiên đô lại bước ra phía trước một bước, vì thế cuồn cuộn ép về phía trước hắn xuất ra một quyền, dốc hết tam sinh lực rót vào trong tam sinh thạch. Cùng lúc đó, hồ lô càng không thật lớn chân chính hiện ra uy nghiêm của tạo hóa thần khí, bay đến trên đỉnh đầu của hắn, lớn như ngọn núi. Miệng hồ lô nhắm chuẩn phương hàng hút một cái, vĩnh sinh khí như biển đều tiến vào trong hồ lô, suy yếu rất nhiều tốc độ cô động vĩnh sinh thần của phương hàn. Bịch bịch bịch, phương hàng gặp phải đòn nặng, thân thể rốt cục lui về phía sau, liên tiếp lui ra sau ba bước hoàng tuyền đại đế cũng dường như không trấn áp được đang muốn thoát phong ấn đi ra hoa thiên đô này tụ tập tất cả cao thủ thiên quân liên hợp lại quả nhiên mạnh mẽ phương hằng biết rõ lực lượng của mình ở phía trên bản tôn hoa thiên đô nhưng nếu thêm đại trận của ngàn vạn thiên quân kia thì khẳng định không phải đối thủ số lượng thiên quân nhiều thật sự là khủng bố hơn nữa đến hiện tại mới thôi hắn còn không nhìn thấy đám người tạo hóa tiên vương khởi nguyên tiên vương chân lý tiên vương, thần thoại lão nhân, chú tể nguyên thủy ra tay. Vĩnh sinh kiếm. Vĩnh sinh tỏa liên. Dày đặc hư không, lao tù buông xuống, phong tỏa tất cả, tiên vương cấm chế. Đột nhiên, phương hàng hoàn toàn bùng nổ trong công kích mãnh liệt này. Hắn há mồm phun ra, cả người trở nên giống như thật như ảo biến thành một đoàn vĩnh sinh khí mấp máy trước nay chưa từng có, là một tuyệt thế hung thần không ngừng mấp máy trong không trung tiếp xúc với công kích của hoa thiên đô đột nhiên bùng nổ đồng loạt. Số lượng trăm ngàn ức vạn triệu vĩnh sinh khí bùng nổ biến thành từng sợi xích, lao tù, trường kiếm buông xuống thế giới này. Trong khoảnh khắc đó, trên thân thể hoa thiên đô có thể vô số sợi xích mà thiên đô thành kia cũng bị phong tỏa. Trong đó tất cả cao thủ thiên quân đều bị xiền xích buộc chặt thân thể. Mà chân thân của Phương Hàng lại lần nữa hiển hiện ra, bàn tay ấn một cái liền đặt trên đỉnh đầu hoàng tuyền đại đế hoàng tuyền đại đế, hàng phục cho ta, trở thành một mắt trận của ta. Ngày sau ta tu thành tiên vương, nhất định sẽ đem ngươi thả ra, khiến cho ngươi thành tựu vô thượng đại đạo, sống lại trở về. Hoàng tuyền đại đế ở dưới tay hắn, thân thể cao lớn đang thu nhỏ, sắp tiến vào trong kỷ nguyên thần trận. Mà giờ này khắc này tất cả thiên quân của thiên đô thành. Hoa thiên đô đều bị xiền xích phong tỏa, không thể động đậy. Không tốt sự cường đại của người này vượt qua sự tưởng tượng của ta. Hoa thiên đô rống to một tiếng, gông xiền trên người lại gãy rời tuy nhiên cũng không hoàn toàn. Một chiêu này của Phương Hàng cũng không phải muốn phong ấn hắn mà là giam cầm hành động khiến cho hắn tạm thời mất năng lực hành động, từ đó mà kéo dài thời gian. Thừa cơ hội này Phương Hàng luyện hóa hoàng tuyền đại đế, Tu Vi có thể đột phá tới 17 kỷ nguyên. Đến lúc đó chém giết hoa thiên đô, tiêu diệt mọi người nơi này. Hoa Thiên Đô hiển nhiên đã biết điểm này cho nên muốn lập tức tránh thoát khỏi công xiền, miễn cho Phương Hàng tu thành đại thần thông vô thượng giết chết hắn. Hiện tại hắn đã biết sự mạnh mẽ của Phương Hàng, cũng biết sự khủng bố của vận mệnh, tâm tư tự đại vốn có cùng thu liễm rất nhiều, càng thêm lão luyện mà thâm trầm. Quân cờ của Chúa Tể Nguyên Thủy còn không ra sao. Trong mắt Thái Hoàng Thiên cùng hiện ra vẻ lo lắng. Hắn cùng đang vận chuyển pháp lực để gãy xiền xích trên thân, tránh cho sau khi pháp lực phương hàng tăng trưởng, hắn cũng khó thoát kiếp nạn. Đúng lúc này, dị biến đột nhiên sinh ra. Tâm tư của Thái Hoàng Thiên dường như có tác dụng. Đột nhiên, ở nơi càng sâu của chiến trường tiên vương hiện ra hai đạo ma ảnh. Ma ảnh này thập phần quen thuộc, không ngờ là tâm ma lão nhân cùng với xích viên ma tôn. Tu vi hai người không ngờ cũng tới 14 kỷ nguyên đỉnh, nhưng hai người này rõ ràng không phải nhân vật chính, nhân vật chính lớn hơn còn ở phía sau bọn họ ba cái bóng xuất hiện ba cái bóng này đều là tà linh cương thi của hoàng tuyền đại đế giơ tay nhất chân có được uy lực vô cùng mỗi một cương thi đều mặc hoàng bào là tam hoàng thiên địa nhân từng là người thống trị chân chính của hoàng tuyền đại thế giới ba đồ đệ của hồng môn đạo nhân mỗi người đều là thiên quân vô thượng nhưng cuối cùng đều ngã xuống trong đại kiếp nạn hiện tại lại xuất hiện Ba cương thi, tà linh dường như bị người khống chế, vốn hẳn là bằng hữu của Phương Hàng nhưng hiện tại lại sát khí dày đặc đối với Phương Hàng. Ngay cả xích viên ma tôn, tâm ma lão nhân dường như tinh thần đều bị người khống chế, tẩy não. Họ thao túng ba tà linh, vừa xuất hiện nhìn thấy Phương Hàng liền bộc phát ra tuyệt sát đại thuật, thiên ba. Ba đại hoàng giả tà linh trong mắt phát ra hào quang màu xanh biếc, bàn tay dơ lên lực lượng cuồn cuộn mãnh liệt trực tiếp phủ xuống, toàn bộ oanh kích lên thân thể Phương Hàng. Chúa Tể Nguyên Thủy Phương Hàng vừa nhìn, lập tức nhìn thấy tất cả đạo thuật. Dường như hắn sớm có chuẩn bị, công kích của ba tà linh vừa chạm lên thân thể hắn đã bị một cổ vĩnh sinh lực ngưng tụ thành gương phản ngược lại. Kính thế giới Vĩnh sinh kính Đại đạo vĩnh sinh lực ngưng tụ thành kính thế giới, vĩnh sinh kính. Vốn kính thế giới là tuyệt học của thần thoại lão nhân lại bị Phương Hàng học được, ngược lại lợi dụng vĩnh sinh khí luyện chế thành vĩnh sinh kính, thật là trò giỏi hơn thầy. Vĩnh sinh khí luyện chế kính thế giới, chân chính có thể phản xạ hết thảy lực lượng, so với kính thế giới mà thần thoại lão nhân dùng dòng khí thần thoại luyện chế ra thì cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Tam đại cương thi, tà linh phát ra một kích cứ như vậy lại bị Phương Hàng hóa giải, lực lượng cường đại bị phản xạ trở về quanh kích cho thiên địa nhân tam hoàng cương thi đều lui về phía sau. Xích viên ma tôn, tâm ma lão nhân lại càng trực tiếp bị phản kích phun máu tươi, từ trên trời ngã xuống. Vù. Phương Hàng thiêu đốt căn nguyên, trực tiếp đem hoàng tuyền đại đế dung nhập vào trong kỷ nguyên thần trận, cả thân thể vọt lên, xuất hiện ở bên cạnh xích viên ma tôn, tâm ma lão nhân, hai tay một trái một phải nhấc lên, vĩnh sinh lực, đại mệnh vận thuật cường đại liền oanh kích tiến vào trong thân thể của bọn họ chúa tể nguyên thủy, vì đối phó ta không ngờ ngươi khống chế bằng hữu của ta, tương lai ta nhất định sẽ chém ngươi. Lúc Phương Hàng Oanh kích đại mệnh vận thuật tiến vào trong cơ thể xích viên ma tôn, tâm ma lão nhân liền cảm giác được linh hồn bọn họ đang bị một cổ ma niệm vô cùng cường đại khống chế. Phương Hàng sử dụng đại mệnh vận thuật oanh kích ma niệm, trong khoảnh khắc liền tiến vào nơi sâu trong vĩnh sinh chi môn thấy được ở trong một không gian hư vô có một ma tướng ngồi ngay ngắn. Ma tướng này có rất nhiều gương mặt, gần như toàn thân trên dưới đều là gương mặt. Mỗi một gương mặt hoặc là người già, đứa trẻ, hoặc là nữ nhân, thanh niên. Muôn hình vạn trạng của thế gian, đủ loại ma niệm ngưng tụ thành gương mặt đều ở trên thân thể. Đây là một ma tướng vô cùng quỷ bí, chính là bản tôn của Chúa Tể Nguyên Thủy. Lúc bình thường hình tượng của Chúa Tể Nguyên Thủy chính là một lão già hiền lành, nhưng là sau lưng hiền lành chân chính đó cất giấu gương mặt quỷ dị dữ tợn như thế những gương mặt đó của hắn dung hợp tất cả tâm tình dục vọng ma tâm ma niệm biểu tình nguyên thủy nhất đều ở trong đó đây là chúa tể nguyên thủy nghe đồn được xưng là tiên vương mạnh nhất trong lịch sử giờ này khắc này chân thân của hắn cũng bị phong tỏa trong vĩnh sinh chi môn tuy nhiên trên thân thể không có gông xiền cũng không có lao tù dường như bất cứ lúc nào đều có thể thoát thân đi ra ngoài hoặc nhìn mạnh hơn so với thủy tổ thánh vương không ít nhưng vận mệnh lực của Phương Hàn vừa đánh vào, công xiền trên thân thể chúa tể nguyên thủy liền ngưng kết thành hình thể, vô số vĩnh sinh lực biến thành vĩnh sinh thần tiến hành trấn áp. Phương Hàn, đại mệnh vận thuật của ngươi quả thật là thần diệu. Đáng tiếc trước kia ta không thể đánh cùng ngươi một trận. Tuy nhiên ta sẽ chờ đợi ngươi, chờ đợi ngươi cuối cùng trưởng thành, chờ đợi ta từ vĩnh sinh chi môn đi ra, chân chính tan biến vận mệnh, đánh vỡ vận mệnh, chính là lúc thành tựu vĩnh sinh đối mặt với áp bách của phương hàn vô số gương mặt của nguyên thủy phát ra thanh âm thân thể chấn động tất cả vĩnh sinh thần pháp tắc xiên xích đều tan biến cả người hắn dường như lập tức muốn lao ra phương hàn liên tục oanh kích giấu tay đánh ra càng nhiều vận mệnh lực cuộn tới hắn có kinh nghiệm giao thủ với tiên vương tuy rằng lực lượng của chúa tể nguyên thủy cường đại hơn thủy tổ thánh vương rất nhiều nhưng vẫn như cũ không thể thoát khỏi trói buộc của vĩnh sinh chi môn vĩnh sinh chi môn là cường đại cỡ nào căn bản không phải tiên vương có thể chống lại vận mệnh lực hình thành vách ngăn từng đạo ngăn cản lực lượng của chúa tể nguyên thủy chúa tể nguyên thủy người trước tiên yên tĩnh một chút phá thanh âm của chúa tể nguyên thủy lại truyền đến vách ngăn nháy mắt vỡ nát lực lượng thật lớn đánh vào trong cơ thể Phương Hàn. Lập tức thân thể Phương Hàn chấn động, xoay tròn như con quay. Một cổ khí tức cường đại bộc phát ra. Thì ra là dưới một kích, trời xuôi đất khiến thế nào lại trợ giúp hắn luyện hóa cương thi tài linh của Hoàng Tuyền Đại Đế, thoát ly đủ loại trói buộc về thân thể, khiến cho kỷ nguyên thần trận của Phương Hàn gần như trong nháy mắt đại thành, tu vi tăng tiến vùng vụt. Mơ hồ có khả năng lập tức đột phá cảnh giới 17 kỷ nguyên chúa tể nguyên thủy, đa tạ ngươi. Hiện tại ta tấn chức tu vi 17 kỷ nguyên, toàn bộ đều là công lao của ngươi. Khí tức của phương hàng liên tục kéo lên, bể nghệ thiên hạ. 3. Thanh âm phá kén thành bướm lại vang vọng lên, một cổ vĩnh sinh khí xoay tròn trên thân thể phương hàng, đại lượng vĩnh sinh hải dương lại xuất hiện trên đỉnh đầu phương hàng quán đỉnh mà xuống. Lực lượng nghiêng trời lệch đất, chiến trường tiên vương đều rung rẩy hắn bắt đầu tấn chức tu vi, tới trình độ 17 kỷ nguyên. Lực lượng một kích kia của chúa tể nguyên thủy rót vào trong thân thể hoàng tuyền đại đế, thu được hiệu quả không tưởng. Hoàng tuyền đại đế vốn là ma, bị một kích của vô thượng ma chủ, trải qua đại mệnh vận thuật, kỷ nguyên đạo thanh tẩy không ngờ tu vi cũng bắt đầu tấn chức, làm cho phương hàng lột xác. Không tốt. Thái hoàng thiên chấn động, giáo chủ, chúng ta mau lui về. Phương hàng này không ngờ đang tấn chức, tăng lên tới tu vi 17 kỷ nguyên. Tại sao lại như vậy? Trong mắt Hoa Thiên Đô thiếu chút nữa rớt xuống, chẳng lẽ số mệnh của hắn mạnh mẽ như vậy? Hoa Thiên Đô, ngươi yên tâm. Phương hàng này trưởng thành như thế nào, ta đều sẽ bồi dưỡng ngươi cường đại như hắn. Chúa tể nguyên thủy ta, tiên vương mạnh nhất trong lịch sử muốn phá tan vận mệnh. Thượng cổ tam hoàng, dung nhập thân thể hoa thiên đô thanh âm của chúa tể nguyên thủy vang vọng hư không, đột nhiên thượng cổ tam hoàng biến thành ba luồng hào quang trực tiếp tiến vào thân thể hoa thiên đô. Lập tức hoa thiên đô lại cũng bắt đầu lột xác, bắt đầu tăng tu vi giống phương hàng như đúc. Cùng lúc đó, lực lượng của chúa tể nguyên thủy không ngừng rót xuống, thật sâu đánh vào linh hồn ý niệm của hoa thiên đô, trợ giúp hắn phát huy ra năng lực mạnh nhất của tam sinh thạch. Trong giây lát, không ngờ tu vi phương hàng, hoa thiên đô đều tăng tiến vùng vụt, tiến vào tu vi 17 kỷ nguyên. Một người là trời sinh đại khí vận, một người thì được tiên vương trợ giúp. Gần như tất cả tiên vương đều lựa chọn hoa thiên đô làm quân cờ đối kháng phương hàng. Chiếm được tu vi của rất nhiều tiên vương trực tiếp quán đỉnh, hoa thiên đô cho dù là một con heo cũng sẽ tăng tiến vùng vụt. ầm ầm, Thiên đô thành rung rẩy mãnh liệt, mọi người đều im bặt như hến. Thực lực hoa thiên đô lại một lần nữa mạnh mẽ, giả tâm những người này lại đè xuống lựa chọn cúi đầu thật sâu tâm ma đạo huynh xích viên đạo huynh các ngươi không việc gì chứ ta đã đánh vỡ ý niệm của chúa tể nguyên thủy trong cơ thể các ngươi hiện tại linh hồn do tự mình khống chế phương hàn một bên tấn chức tu vi một bên đánh thức tâm ma lão nhân xích viên ma tôn phương hàn sau khi hai người thanh tĩnh trên mặt hiện ra thần sắc hổ thẹn sau khi chúng ta tiến vào chiến trường tiên vương liền bị chúa tể nguyên thủy khống chế, tu luyện ma công vô thượng, muốn tạo thành kiềm chế đối với ngươi, lại bị ngươi trực tiếp hóa giải khống chế của hắn. Ta luyện thành đại mệnh vận thuật, nếu không căn bản không thể đánh lui ý niệm của chúa tể nguyên thủy. Được rồi, tiến vào kỷ nguyên thần trận của ta trở thành một mắt trận, ta truyền thụ kỷ nguyên đạo cho các ngươi. Hiện tại chúng ta cùng nhau đối chiến hoa thiên đô đây là một địch nhân cuối cùng trong chư thiên, giết chết hắn, chúng ta có thể yên lặng tu luyện, chờ đợi tới lúc đại kiếp nạn thiên địa hủy diệt tới, vĩnh sinh chi môn phun ra thần vật. Phương Hàng vung tay lên đưa hai người vào kỷ nguyên thần trận trở thành mắt trận. Hiện tại hắn chính thức tu luyện tới tu vi 17 kỷ nguyên, cách đại đạo tiên vương chân chính đã không xa. Thậm chí hắn đã cảm giác được, chỉ cần mình tấn chức lần nữa là có thể học phương thanh tuyết năm đó, thúc giục vĩnh sinh chi môn trấn áp hết thảy, đánh vỡ cấm kỵ tiêu diệt hết thảy. Phương Hàn Hoa thiên đô về tới thiên đô thành, sắc mặt biến đổi, khí chất dường như đã xảy ra biến hóa về bản chất. Vừa rồi hấp thu thân thể của tam hoàng viễn cổ, lại được chúa tể nguyên thủy quán đỉnh, hắn lại lần nữa ngộ đạo, tu vi cũng tới 17 kỷ nguyên. Tam sinh thạch xuất hiện ở ngực giống như một trái tim, tam sinh quan chiếu rọi toàn thành hiện tại tu vi của ta đã không khác gì ngươi, ngươi có đại khí vận, ta có tiên vương duy trì. Trong toàn bộ chư thiên chỉ hai chúng ta thực lực cường đại nhất. Hiện tại liền phân thắng bại. Ra tay đi. Hoa thiên đô sát tâm đã nổi dậy, cùng với phương hàng địch nhân số mệnh quyết tử chiến. Ngươi cũng xứng làm đối thủ. Ngươi chỉ là một quân cờ, quân cờ của đám tiên vương kia, tu vi của ngươi căn bản không phải tự mình tu luyện mà có. Phương Hàng Kinh thường nói, từ đầu đến cuối ngươi chỉ là một con rối đáng thương. Kiếp trước của ngươi, Hoa Thiên Quân cũng là con rối của tạo hóa tiên vương, hiện tại Hoa Thiên Đô Kiếp này cũng là một con rối. Con rối. Nghe thấy lời này, thanh âm của Hoa Thiên Đô đều vặn vẹo, ta có phải con rối hay không không quan trọng, quan trọng là ta sẽ bắt ngươi, khiến cho kỹ nguyên môn của ngươi kể cả ngươi đều biến thành con rối của ta. Ngươi sẽ giống như một con chó, phủ phục dưới chân ta, vẫy đuôi mừng rờ. Giáo chủ Ngay khi Phương Hàng cùng Hoa Thiên Đô đối thoại, mùi thuốc súng dày đặc, hết sức căng thẳng trọng yếu thì Thái Hoàng Thiên lên tiếng, lúc này không phải lúc tranh đấu cùng Phương Hàng. Ngài phải củng cố tu vi miễn cho người khác thừa cơ hội. Trong chiến trường tiên vương này còn có nhân vật cường đại như ngài. Vạn nhất hai hổ tranh chấp lưỡng bại câu thương, vậy không phải là trò cười sao? Chúa tể mang tổ của mang tộc, còn có lão già bảo thủ, chúa tể vạn yêu, thú tổ của thú tộc, nghe đồn đều ở trong chiến trường Tiên Vương, tu vi bọn họ cũng phi thường cường đại. Hơn nữa ở trong Vĩnh Sinh chi môn còn phong ấn Tiên Vương, chúa tể vạn thú vẫn không tỏ thái độ, hiển nhiên là có tính toán khác. Hắn vừa không duy trì giáo chủ cũng không lôi kéo phương hàng. Vậy sao? Trong lòng Hoa Thiên Đô chấn động, tuy nhiên trên mặt lại hiện ra nụ cười tàn khốc, nếu đã như vậy, ta liền gọi hết đám lão già bảo thủ này ra, mượn tu vi của bọn họ đối phó với Phương Hàng thì tốt rồi. Đột nhiên hắn cất cao giọng, mang tổ, chúa tể vạn yêu, thú tổ. Ta biết các ngươi đều ở nơi sâu trong chiến trường tiên vương quan sát ta cùng Phương Hàng chiến đấu, hiện tại đều xuất hiện đi. Trong chư thiên này chúng ta cường đại nhất. Hiện tại cùng một chỗ liên thủ giết Phương Hàng, chính là thắng lợi, cùng nhau nên đón thiên địa tan biến. Thanh âm cuồng cuộn truyền vào nơi sâu trong chiến trường Tiên Vương. Sắc mặt Phương Hàng không thay đổi, hắn đã sớm biết ở sâu trong chiến trường Tiên Vương có nhân vật cường đại ẩn nấp. Ha 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 ha. Quả nhiên, một thanh âm đáp lại, Hoa Thiên Đô, Phương Hàng. Các ngươi tranh đấu không quan hệ gì chúng ta. Ngươi muốn đối phó với Phương Hàng, xin mời, đừng lôi kéo chúng ta phương hàng này tuy rằng hấp dẫn nhưng là chúng ta lại sợ làm đồ cưới cho người khác. Chú tể vạn thú ở trong vĩnh sinh chi môn đã sớm phỏng đoán, lần này 3.000 kỷ nguyên cuối cùng tan biến, cơ hội thành tựu vĩnh sinh chỉ có một người. Không thể tưởng được trong chiến trường tiên vương còn có thế lực thứ ba, không ngờ là thế lực do mang tộc, yêu tộc, thú tộc tạo thành, cực kỳ mạnh mẽ tạo thành thế chân vạc với phương hàng và hoa thiên đô. Yêu thú từ trước đến nay chẳng phân biệt yêu chính là thú, thú cũng là yêu. Về phần mang tộc chính là một đám người giả mang làm bạn cùng yêu thú. Bọn họ liên lụy cùng nhau tạo thành liên minh cũng phi thường bình thường. Hừ! Đám yêu thú! Mang tộc các ngươi muốn chiếm tiện nghi, nào dễ dàng như vậy? Không cần lén lút, xuất hiện đi. Hiện tại Hoa Thiên Đô đã không sợ bất luận kẻ nào, đột nhiên cử động, năm ngón tay nắm thành quyền biến thành một chữ diệt, chiếu sâu vào trong hư không ầm um. một tảng lớn hư không trực tiếp tan biến lực lượng quả thật có thể so với vũ trụ đại bùng nổ nhưng là ngay khoảnh khắc bùng nổ đó một cổ dao động từ sâu trong hư không truyền ra một cái thú trảo móng vuốt thú thật lớn chậm rãi vươn ra tất cả pháp lực dao động toàn bộ mất đi dưới thú trảo này không ngờ hóa giải một kích của hoa thiên đô hoa thiên đô Tuy rằng ngươi được tiên vương duy trì, tu vi tấn chức tới 17 kỷ nguyên nhưng ta căn bản không sợ ngươi. Ngươi muốn chiến, ta đây liền chiến. Xem là tu vi ngươi lợi hại hay là pháp lực của thú đạo ta cao minh. Sau thú trảo là một con cự thú thái cổ vô cùng lớn giấu ở trong tầng tầng sương mù. Cự thú này so với bất kỳ một thần thú thái cổ nào đều khổng lồ hơn, dường như có thể phun ra nuốt vào kỷ nguyên, nắm giữ thời gian không gian, chậm rãi hiện ra trong sương mù thân thú dần dao động, biến mất, thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một người thần bí bộ dạng như dân du cư hắc ám. Dân du cư hắc ám thần bí này là thái cổ cự thú biến thành, nhìn không thấy diện mạo thực nhưng khí tức già thú trên thân thể rất rõ ràng. Là vua của vạn thú, không có một loại thần thú, hung thú, giả thú nào vĩ đại như hắn. Giả thú này là lão già bảo thủ không biết bao nhiêu kỷ nguyên trước, pháp lực dao động lại không dưới hoa thiên đô cùng phương hàng, gần như cũng tấn chức tu vi 17 kỷ nguyên. Đây là Thái Hoàng Thiên vừa nhìn thấy dân du cư hắc ám do thú vương thật lớn hóa thành, ánh mắt đều khiếp sợ dại ra, trong miệng của hắn gian nan học ra một chữ, niên. Chữ niên này vừa phun ra, tất cả thiên quân đều kinh hãi. Thiên quân của giới thượng giới đều hết sức xa xưa, có cường giả sống hơn 10 kỷ nguyên tự nhiên biết thú vương cường đại nhất trong thú đạo chính là niên thú trong bất kỳ kỷ nguyên nào đều có truyền thuyết của niên thú đại biểu cho kết thúc của một năm tiếp một năm trong thú đạo nó là hung thú mạnh mẽ nhất khủng bố nhất làm cho người ta không có hy vọng gì tương truyền niên thú hóa thân ức vạn người của mỗi một kỷ nguyên văn minh đều từng bị nó hãm hại mỗi khi đến cuối một năm hóa thân của nó sẽ lại xuất hiện cắn nuốt hết thảy niên thú là một cái truyền kỳ là một thần thoại địa vị của bất kỳ thần thoại, thần thú nào đều không bằng nó. Cái gì cung bằng, thần long, phượng hoàng, chu tước, huyền vũ đều không bằng niên thú. Nghe đồng chúa tể vạn thú của thú đạo văn minh trước kia cũng là một con niên thú. Niên thú hiện tại xuất hiện là con của chúa tể vạn thú nhưng cũng là nhân vật vô thượng sinh sống hơn 10 kỷ nguyên, không ngờ xuất hiện ở trong chiến trường tiên vương. Gần như tất cả thiên quân đều trầm mặt. Bởi vì uy danh của niên thú thật sự là rất hung tàn, thẩm thấu vào trong mỗi một văn minh, trong lòng thiên quân có một loại sợ hãi bản năng. Niên Ngươi là người lành đạo cao nhất của liên minh yêu, thú, mang chúng ta. Ngươi liền ký kết khế ước với kỷ nguyên môn, thiên đô giáo đi. Trong kỷ nguyên này chung sống hòa bình cùng nhau chờ đợi kỷ nguyên tan biến đại kiếp nạn bắt đầu, như thế nào? Chờ đợi vĩnh sinh chi môn phun ra thần vật, đều tự cướp đoạt, tu luyện tới cảnh giới cao minh nhất rồi mới phân thắng bại. Hiện tại đánh sống đánh chết thật sự quá lãng phí. Lại một thanh âm truyền ra. Là thanh âm của chúa tể vạn yêu trong truyền thuyết. Vị lĩnh tụ yêu tộc chúa tể vạn yêu trong lời đồn này dường như là một nữ nhân, dáng vẻ thước tha mỹ miều, mặc một bộ trường bào màu máu xuất hiện ở bên cạnh niên thú với tư thái lắc lư. Tiếp đó lại có một người giả mang toàn thân hình xăm cũng xuất hiện. Đó là thủy tổ của mang tộc, Tu Vi không ngờ chừng 16 kỷ nguyên, cao hơn chúa tể càng khôn. Nghe đồn đã ngã xuống, hiện tại lại xuất hiện ở nơi này. Chúa tể vạn yêu là Tu Vi 16 kỷ nguyên. Mang tổ cũng là như thế. Mà niên thú lão và bảo thủ của thú đạo này Tu Vi chừng 17 kỷ nguyên. Ngoài ra, bên trong sương mù phía sau bọn họ dường như có rất nhiều khí tức mạnh mẽ, cũng là cao thủ thiên quân dưới trướng bọn họ bất kể là mang tộc hay là yêu tộc thú tộc thì cao thủ thiên quân đều nhiều vô cùng hiện tại lại liên hợp cùng nhau hợp thành đại giáo vô thượng có thể thành thế chân vạc với thiên đô giáo cùng kỷ nguyên môn thì ra là chúa tể niên thú trong truyền thuyết vẫn nghe nói đến truyền thuyết của ngươi hiện tại rốt cục nhìn tận mắt quả thật danh bất hư truyền phương hàn mỉm cười đích xác lúc trước hắn từng nghe nói qua truyền thuyết về niên thú này niên thú chính thức xuất hiện ở trước mặt hắn có một loại cảm giác kỳ diệu. Kỷ nguyên môn chủ phương hàng. Niên thú nhìn về phía hắn, hiện tại trong thiên địa gần như là ba thế lực chúng ta mạnh mẽ nhất, ý của ta là trước tiên không nên đánh nhau chết sống, như thế nào? Nghỉ ngơi lấy sức, chờ đợi đại kiếp nạn thiên địa hủy diệt, vĩnh sinh chi môn phun ra thần vật thì mạnh ai nấy cướp đoạt thần vật. Đến lúc đó mới bắt đầu chiến đấu, tự bằng vào bản lĩnh. Ta không có ý kiến. Phương Hàng gật gật đầu nhìn Hoa Thiên Đô, hiện tại không có ích lợi, đánh nhau quả thật không có ý tứ. Lúc Vĩnh Sinh Chi Môn phun ra bảo tàng, mới đều tự cướp đoạt mới có ý nghĩa. Hiện tại tổn hại căn nguyên, vô cớ tiện nghi cho những tiên vương phun ra từ trong Vĩnh Sinh Chi Môn mà thôi. Lần này ta đã suy tính ra, sau khi Vĩnh Sinh Chi Môn phun ra thần vật thì đám tiên vương kia mới có thể thoát vây mà ra, cho nên chúng ta cũng có đủ thời gian chuẩn bị. Ta cũng biết các ngươi đều là nhân vật tung hoành thiên địa, ai cũng không muốn bị tiên vương ràng buộc. Hoa Thiên Đô, ngươi thấy thế nào? Niên thú nhìn về phía Hoa Thiên Đô, thế lực ba phương chúng ta tạm thời ký kết hiệp nghị ngưng chiến, chờ đợi thần vật phun ra. Ngươi sẽ không vội vã muốn động thủ như vậy chứ? Hừ! Hoa Thiên Đô nhìn Phương Hàng, Niên thú, sắc mặt biến đổi không ngừng. Hắn cũng biết hiện tại có thể một thế lực niên thú tiếp tục đánh nhau chết sống với phương hàn cũng không phải là một chuyện hay vạn nhất lưỡng bại câu thương bị người chiếm tiện như vậy thì thiệt lớn nếu đã như vậy phương hàn ta liền cho ngươi sống lâu thêm một đoạn thời gian con rối đáng thương như con kiến ngươi có tư cách gì nói chuyện với ta phương hàn kinh thường nói chờ đến ngày thiên địa đại hủy diệt ta lấy tính mạng của ngươi cũng có vẻ có ý nghĩa ngươi hoa thiên đô nổi giận lôi đình Tuy nhiên cuối cùng tỉnh táo lại, hóa thành tươi cười âm lãnh, cho ngươi chiếm ít tiện nghi miệng lưỡi, lúc chân chính phân thắng bại, cho ngươi biết cái gì tên là đáng thương và sỉ nhục. Chúng ta đi. Vù 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 toàn bộ thiên đô thành lập tức bay lên, ngắn lên một cái liên biến bất khỏi chiến trường tiên vương, không biết tới nơi nào. Hiện tại chỉ còn lại phương hàng và thế lực phía niên thú. Phương hàng đang muốn rời đi thì niên thú đột nhiên nói, phương hàng huynh, có thể dừng một chút ta có lời muốn nói. Chuyện gì? Phương Hàng sớm biết niên thú có lời muốn nói, tuy nhiên hắn căn bản không tin tưởng bất kỳ lời nói nào của liên minh tam đại yêu thú mang này. Trên thực tế, tin tưởng bọn họ không bằng tin tưởng hoa thiên đô. Ta thật cũng có chuyện muốn nhờ Phương Hàng Huynh hỗ trợ. Niên thú nói, nếu Phương Hàng Huynh có thể giúp ta việc này, ta nguyện ý cùng ngươi liên thủ đối phó hoa thiên đô chắc là phương hàng huynh hiện tại tu luyện tới cảnh giới như thế cùng hiểu được thân phận của mình chính là thứ gì đó mấu chốt trong vĩnh sinh chi môn chuyển thế tiên vương nào cũng đều muốn tranh đoạt ngươi khống chế ngươi giành được vận mệnh là có thể được vĩnh sinh điều này ta sớm đã biết ngươi nói có chuyện cần ta hỗ trợ rốt cục là cái gì sẽ không phải khiến ta trợ giúp ngươi thi triển vận mệnh lực khiến chúa tể vạn thú bị giam cầm trong vĩnh sinh chi môn thoát vây chứ Phương Hàng nói. Không sai, chính là như thế. Chẳng lẽ Phương Hàng Huynh từng trợ giúp tiên vương thoát vây? Trong mắt niên thú lóe ra một tia kỳ quan. Không sai, thủy tổ thánh vương của thần tộc từng nhờ ta trợ giúp, cho ta hứa hẹn nhưng lại vào thời điểm mấu chốt nhất đã ám toán ta, bị ta đánh lui. Từ đó về sau, ta sẽ không tiếp tục tin tưởng tiên vương nào. Cho nên lần này niên thú huynh tìm ta, ta có một chút khó xử vạn nhất chúa tể vạn thú kia ám toán ta, vậy làm sao bây giờ? Phương Hàng lại bắt đầu tính kế. Hắn gần như có thể khẳng định đề nghị này của niên thú nhất định là muốn tính kế mình. Tuy nhiên hắn cùng đang nghĩ mượn dùng niên thú kết nối cùng tiên vương chúa tể vạn thú, cướp lấy chân khí nguyên lực của đối phương vì chính mình cùng môn nhân tranh đoạt được một đường sinh cơ. Hiện tại thực lực kỹ nguyên môn cùng thiên đô giáo trên lệch thật sự quá lớn, nếu không tăng thực lực chỉ sợ khó thể chống lại. Vạn nhất hắn có gì sơ xuất, chỉ sợ toàn bộ sẽ phải hủy diệt. Nhưng là hiện tại cách thiên địa đại hủy diệt không còn bao nhiêu thời gian, tu luyện tiếp cùng không thể tiến bộ nhanh chóng. Duy nhất chính là cần tiên vương dung nhập tu vi. Nếu nhân vật trọng yếu trong kỷ nguyên môn đều tu luyện thành thiên quân, vậy là có thể vượt qua đại kiếp nạn của kỷ nguyên này. Là môn chủ, Phương Hàng không muốn mỗi một đệ tử trong phái đều chết đi, sinh ra thiên nhân ngũ suy. Hiện tại, chúa tể vạn thú này ám toán hắn là cơ hội duy nhất. Phương Hàn Huynh không cần lo lắng. Chúng ta có thể hạ lời thề trọng yếu, tuyệt đối sẽ không vì một chút lợi cực nhỏ mà ám toán ngươi. Niên thú, chúa tể vạn yêu thậm chí là tổ sư mang tộc đều liên tục thề, tuyệt đối không như vậy. Nhưng Phương Hàn lại rõ ràng bắt được một tia dụng tâm hiểm ác ở sâu trong nội tâm bọn họ chúng ta có thể dùng thần vật để nhờ Phương Hàng Huynh. Niên thú thấy Phương Hàng do dự, lập tức nói, Phương Hàng Huynh. Thần vật ở nơi ta phi thường nhiều, thậm chí có thể dùng cổ tự ta nắm giữ để đổi lấy hữu nghị của ngươi. Nếu lần này thành công, thậm chí ta có thể trợ giúp ngươi diệt hoa thiên đô. Như thế nào? Ồ! Phương Hàng hứng thú trỗi dậy, hỏi, trên tay ngươi hiện tại nắm giữ bao nhiêu cổ tự? hứng thú của Phương Hàng đối với cổ tự quả thật còn muốn lớn hơn so với tạo hóa thần khí. Bởi vì hắn biết chỉ có cổ tự mới là căn nguyên của văn minh. Mỗi một cổ tự truyền ra từ trong vĩnh sinh chi môn gần như đều có thể khai sáng ra một văn minh. Hiện tại hắn nắm giữ chừng hơn 20 cổ tự, tuy nhiên vẫn còn không đủ. Hắn cần càng nhiều cổ tự để tăng cường văn minh của kỷ nguyên đạo, để đánh vào cảnh giới tiên vương càng cao thâm hơn càng thêm lợi hại chính là cổ tự vào trong tay hắn trải qua vận mệnh lực thanh tẩy có thể phát huy ra lực lượng mà người bình thường không thể phát huy niên thú này không ngờ lại đưa ra dùng cổ tự làm thù lao cái này cho dù là có âm mưu hắn cũng muốn gắn gượng mà bước vào phương hàn huynh thật sự là trực tiếp niên thú nở nụ cười cũng tốt để ta cho phương hàn huynh nhìn một chút về cổ tự ta nắm giữ chữ phúc xuất hiện đi trong lúc nói chuyện trên tay của hắn xuất hiện một chữ phúc. Chữ này vừa xuất hiện lập tức trên đó xuất hiện số mệnh phúc trách liên miên, mỗi người đều cảm thấy được vận khí của mình dường như tốt hơn rất nhiều, được lây dính phúc khí. Chữ phúc Diêm ở bên cạnh Phương Hàng lập tức kêu lên, chữ phúc này còn ngự trị ở trên chữ thọ. Nghe đồng ba chữ phúc lộc thọ ở cùng một chỗ, rơi vào trong tay một tiên vương. Tiên vương kia hơn 10 kỷ nguyên cũng ngã xuống, Ba chữ không biết rơi vào tay ai. Ba chữ hợp lại, có thần uy vô địch. Còn nữa không? Phương Hàng nhìn chữ phúc, trong lòng cân nhắc, trên mặt hiện ra vẻ tán thưởng rõ ràng, niên thú huynh hùng bá vô số kỷ nguyên khẳng định còn có rất nhiều cổ tự. Để cho ta thưởng thức một chút đi. Không thành vấn đề. Nụ cười trên mặt niên thú càng sáng lạn, hình như cố ý hấp dẫn Phương Hàng. Tiếp đó bàn tay vung lên, một vũ trụ nhỏ bé xuất hiện trong tay. Trong bàn tay vũ trụ này rất nhiều cổ tự chìm nổi, ước chừng có hơn 10 chữ. Trong đó không ngờ có hai chữ đao, kiếm, cũng có thủ, đại, thực trong truyền thuyết, những cổ tự tạo nên uy danh thật lớn trong kỷ nguyên này. Phương Hàng nhìn quả thật là động tâm. Tuy nhiên ở sâu trong nội tâm hắn lại vô cùng bình tĩnh. Thế nào? Phương Hàng đạo huynh. Niên thú cười nói, nếu ngươi có thể trợ giúp chúa tể vạn thú chúng ta mở công xiền của vĩnh sinh chi môn, như vậy ta sẽ đem những cổ tự này làm thù lao tặng ngươi. Như thế nào? Vậy sao? Phương Hàng cần nhắc một lát, vì những cổ tự này, vậy chúng ta hợp tác. Tuy nhiên tu vi của đệ tử kỷ nguyên môn ta vẫn rất nhỏ yếu, nếu ngươi có tiên khí thánh phẩm, tạo hóa thần đan, chư thiên thần vật trước tiên đưa ta một ít. Ta muốn tăng thực lực đệ tử trong phái sau đó bố trí kỷ nguyên thần trận mới có thể càng tốt trợ giúp cho chúa tể vạn thú phá tan phong ấn cùng gông xiền. Không thành vấn đề. Lập tức niên thú, chúa tể vạn yêu, mang tổ đều gật đầu. Chúa tể vạn yêu còn trêu đùa, lực lượng của hoa thiên đô chúng ta đều đã thấy. Tập trung tất cả thiên quân liên thủ, quả thật là mạnh. Mang theo môn nhân cùng chiến đấu mới là vương đạo. Trong lúc nói chuyện, niên thú đánh mắt ra hiệu cho hai người. Lập tức chúa tể vạn yêu, mang tổ đều đưa tới một túi pháp bảo. Phương Hàng vừa nhìn liền thấy trong đó tràn đầy một số hài cốt thiên quân viễn cổ cùng với thần vật, ngoài ra tiên khí thánh phẩm, tạo hóa thần đan cũng có một ít. Xem ra vì kết giao Phương Hàng, để cho hắn giải cứu chúa tể vạn thú, bọn họ đã chịu đầu tư lớn. Nếu đã như vậy ta sẽ cầm về tăng thực lực cho môn nhân của ta. Đến khi các ngươi chuẩn bị tốt, cho ta biết một tiếng. Ta sẽ lập tức mang theo môn nhân cùng đi vào, thay chúa tể vạn thú phá bỏ phong ấn. Thân thể Phương Hàng nhán một cái liền biến mất, rời khỏi chiến trường tiên vương. Chúa tể niên thú, ngươi nói Phương Hàng này có đáng tin hay không? Mang tổ hỏi. Hắn đáng tin hay không cũng không trọng yếu, chúng ta đáng tin là được rồi. Chúa tể vạn yêu cười nói, âm mưu thật sâu, người này vì ít lợi quả thật cái gì cũng dám làm điều này cũng đáp ứng được tuy nhiên chúng ta vẫn phải cẩn thận tránh bị hắn lợi dụng chúa tể niên thú chúa tể vạn thú thật sự đều đã chuẩn bị xong mọi sự chỉ chờ thi triển ra thần lực hủy diệt đến từ ta là linh hồn vượt qua vĩnh sinh chi môn đoạt xá phương hàng. nên biết rằng vừa rồi phương hàng nói thủy tổ thánh vương cũng chuẩn bị ám toán hắn như vậy không ngờ thất bại đây cũng là một giáo huấn đáng tiếc chúng ta không thể đi hỏi thủy tổ thánh vương không sai đây là kế hoạch lớn của chúa tể vạn thú trong mắt chúa tể niên thú lóe lên điên cùng thật sâu hừ đám tiên vương kia đều muốn tính kế phương hàn từ trong vĩnh sinh chi môn đi ra do đó bố trí đủ loại quân cờ đáng tiếc đều không thể thành công chỉ có chúa tể vạn thú mới là đại khí phách lần này trực tiếp bỏ qua thân thể tiên vương thiêu đốt để đạt được lực lượng linh hồn vượt qua trói buộc của vĩnh sinh chi môn trực tiếp bám lên thân thể phương hàn cướp lấy thể xác hắn. Kế hoạch vĩ đại như thế, lực lượng vứt bỏ thân thể, cho dù tiên vương đều không thể ngăn được. Bởi vì không có tiên vương có thể vứt bỏ thân thể của mình. Đương nhiên tên điên chúa Tể Nguyên Thủy kia là ngoại lệ. Tuy nhiên chính vì chúa Tể Nguyên Thủy vứt bỏ thân thể của mình, lần này cũng không thể thi triển ra được kế hoạch vĩ đại này. Thủy Tổ Thánh Vương tính là cái gì? Hắn luyến tiếc thân thể của mình. Vứt bỏ thân thể của mình tu vi tiên vương cứ như vậy vỡ nát. Chúa tể vạn thú quả thật là vĩ đại. Mang tổ, chúa tể vạn yêu đều tặc lưỡi tán thưởng. Thực lực của phương hàng phi thường mạnh, chúng ta phải làm chuẩn bị vẹn toàn. Có cần thông tri hoa thiên đô hay không? Không cần. Hoa thiên đô này phi thường âm hiểm, hơn nữa đây là kế hoạch của chúa tể vạn thú, không thể để tiên vương khác biết. Hơn nữa mọi thứ của phương hàng chúng ta phải độc chiếm, vì sao cấp cho Hoa Thiên Đô. Sau khi chúa tể vạn thú đoạt xá phương hàng lập tức sẽ giết chết Hoa Thiên Đô, hùng bá chư thiên. Sau đó mượn dùng thần vật phun ra một lần nữa tu thành tiên vương, lĩnh ngộ đại mệnh vận thuộc giết chết tất cả tiên vương, trở thành chủ nhân vĩnh viễn của thời đại mới sau khi ba ngàn kỷ nguyên tan biến. Một thời đại mới không biết có bộ dạng thế nào. Hy vọng chúng ta có thể sống đến thời đại kế tiếp. Sau khi ba ngàn kỷ nguyên tan biến, sẽ là như thế nào? Thời đại mỗi người đều có thể vĩnh sinh. Thật sự là chờ mong. Không vội. Chỉ cần chúa tể vạn thú có thể thành công cướp lấy thân thể phương hàng. Chúng ta đều có thể sống rất nhiều thời đại, cho dù là đạt được vĩnh sinh cũng không phải hy vọng xa vời. Ba cao thủ vô thượng nghị luận với nhau, sau đó biến mất ở nơi sâu trong chiến trường Trương Hằng. Mà lúc này Phương Hằng đã về tới trong kỷ nguyên thành, vô số đệ tử đều đang vất vả tu luyện. Phương Thanh Tuyết cũng đang bế quan tu luyện, ý đồ một lần nữa tăng cảnh giới, vô số vận mệnh lực hội tụ thành hải dương. Ở trên đầu của nàng diễn biến thành bầu trời, mặt đất, các loại tiên thuật, ngũ hành, âm dương, lục hợp, thất tinh, bát quái, cửu cung. Hiện tại tu vi của Phương Thanh Tuyết là 15 kỷ nguyên tương đương với chúa tể càng không tuy nhiên hiện tại quá nhỏ yếu phải nhanh chóng tăng lên tu vi. Vì nên đón thiên địa đại hủy diệt, Phương Hàng quyết định binh đi chiêu hiểm. Mượn dùng lực lượng của chúa tể vạn thú thay hắn tấn chức. Phương Hàng, Huynh đã trở lại. Tu vi của Huynh lại tăng lên. Phương Thanh Tuyết vừa cảm ứng Phương Hàng trở về, mở mắt, lập tức liền nhìn thấu tu vi Phương Hàng. Hai người tâm linh tương thông. Phương Hàng cùng không giải thích gì, trực tiếp rộng mở tâm linh truyền hết đủ loại trí nhớ cho Phương Thanh Tuyết để nàng hiểu biết mọi sự phát sinh trong chiến trường tiên vương. Cái gì? Chúa tể vạn thú muốn tìm huynh thay hắn giải phong ấn. Trăm phần trăm có âm mưu. Phương Thanh Tuyết nói thẳng, khẳng định sẽ không tin tưởng yêu thú. Ta cũng biết, tuy nhiên ta chuẩn bị mượn dùng tiên vương lực thay muội tăng tu vi cùng với bản thân cũng lại tăng lên, toàn bộ kỷ nguyên môn đều tăng lên. Phương Hàn gật đầu, hơn nữa, ta sớm nghĩ kỹ hiện tại chúng ta liên thủ bế quan nhập định thi triển ra vận mệnh lực xuyên qua vĩnh sinh chi môn, tư duy tiến vào trong đó tìm kiếm vị trí chúa tể vạn thú bị phong ấn, xem hắn rốt cục muốn làm gì. Là muốn thi triển âm mưu gì? Một khi hiểu biết âm mưu của hắn, liền biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Không sợ hắn có thể ngất trời. Chỉ là một dòng tư duy mà thôi, có thể đối kháng với ta tu vi 17 kỷ nguyên sao. Đây là một ý kiến hay. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàng triệu tập mọi người phân phát thần vật. Đang dược, Pháp bảo lấy từ liên minh yêu thú mang, đồng thời dùng đại mệnh vận thuật thanh tẩy một lần, sau đó cùng Phương Thanh Tuyết liên thủ nhập định. Đại mệnh vận thuật liên hợp cùng một chỗ, trong khoảnh khắc vượt qua vô cùng hư không tới cuối chiến trường tiên vương. Vận mệnh lực liền thấy được một cánh cửa xuất hiện ở một thế giới khác. Cánh cửa này to lớn, vĩ đại, huy hoàng, bên mông, hơn tất cả những cánh cửa Phương Hàng từng thấy. Mọi từ ngữ ca ngợi đều xuất hiện vì cánh cửa này. Chữ viết bên trên mơ hồ không rõ, nhộn nhạo khí tức bất hủ. Tư duy Phương Hàng to lớn vô hạn nhưng bất kể như thế nào đều không có năng lực thấy rõ cánh cửa này cao bao nhiêu, lớn cỡ nào. Đây chính là vĩnh sinh chi môn. Tồn tại trong một thế giới khác, không ở trong chư thiên vạn giới. Đen từ thế giới dị độ, hóa thành vĩnh hằng, đánh vỡ cần băng, có huyền cơ vô lượng quỷ thần khó lường. Một cánh cửa sinh ra bao nhiêu truyền kỳ? Sinh ra bao nhiêu thần thoại? Là bắt đầu và kết thúc của mọi kỷ nguyên. Bá! Không chút do dự, ý niệm của Phương Hàng cùng Phương Thanh Tuyết dưới sự bao bọc của đại mệnh vận thuật tiến vào trong vĩnh sinh chi môn. Gần như có một loại thanh tẩy thoát thai hoán cốt, trong khoảnh khắc Phương Hàng liền cảm giác được lực lượng cực lớn của vĩnh sinh chi môn. Tu vi 17 kỷ nguyên của hắn ở trước mặt nó quả thật tương đương với con kiến. Lần trước hắn đối phó với chung kết thánh vương, không phải chính mình tiến vào trong mà là thông qua linh hồn hình chiếu của chung kết thánh vương, cùng tự mình vào thăm dò khác nhau rất lớn. Nếu không có đại mệnh vận thuật cho dù tiên vương tiến vào trong đều sẽ bị xé nát, cơ hội sinh tồn cực nhỏ. Vốn vĩnh sinh chi môn là không thể tiến vào, sau lại kiếp trước của phương hàng từ trong đó đi ra đã xảy ra biến hóa, tiên vương mới có thể tiến vào. Hiện tại Phương Hàng cùng Phương Thanh Tuyết vừa tiến vào, dưới sự bảo vệ của vận mệnh lực bắt đầu tập trung vị trí của chúa tể vạn thú. Bọn họ không dám xâm nhập quá sâu. Nếu không vạn nhất gặp được nguy hiểm gì sẽ ảnh hưởng đến bản thể. Trong khoảnh khắc Phương Hàng căn cứ vào khí tức trên thân thể niên thú cũng cảm ứng ra rốt cuộc chúa tể vạn thú ở nơi nào trong vĩnh sinh chi môn. Những tiên vương này gần như đều phong ấn ở không gian lối vào của vĩnh sinh chi môn, cũng không chân chính tiến vào trong vĩnh sinh chi môn, nếu từ tu luyện mà nói chính là còn không có đăng đường nhập thất. Ở nơi càng sâu trong vĩnh sinh chi môn, cho dù là phương hàng cùng phương thanh tuyết có đại mệnh vận thuật bảo vệ cũng không thể tiến vào, càng không thể nhìn thấy nửa điểm thần vật cùng cổ tự. Dựa theo đạo lý, trong vĩnh sinh chi môn khẳng định là khắp nơi đều có thần vật cổ tự, đáng tiếc chính là ẩn giấu quá sâu. Nghe đồn chỉ có tu thành tiên vương, sau khi luyện thành đại mệnh vận thuật mới có thể tiến vào. Nhưng là rất nhiều kỷ nguyên trước chưa từng xuất hiện đại mệnh vận thuật, duy nhất kỷ nguyên này bị Phương Thanh Tuyết đoạt được. Nhưng mà Phương Thanh Tuyết còn chưa tu thành tiên vương đà ngà xuống. Thiên địa huyền hoàng, vận mệnh xưng vương. Phương Hàng cùng Phương Thanh Tuyết chân khí đang xen vào nhau cùng một chỗ, nở rộ hào quang rực rỡ, tìm một dòng khí tức tiến vào hư không ở mặt ngoài vĩnh sinh chi môn trong khoảnh khắc liền thấy được hệ tinh bích do vô cùng tận vĩnh sinh khí ngưng tụ thành, giống như tổ ông. Trong những hốc tổ ông kia, Phương Hàng cùng Phương Thanh Tuyết đều cảm giác được có khí tức mạnh mẽ phong ấn. Không hề nghi ngờ, đó là một số tiên vương. Nghiêm khắc mà nói, những tinh bích hệ do vĩnh sinh khí tạo thành này không phải là trong vĩnh sinh chi môn mà là cánh cửa của vĩnh sinh chi môn. Không sai, những tiên vương kia nhảy vào trong vĩnh sinh chi môn cũng không chính thức tiến vào mà phong ấn ở trên cánh cửa. Quá mạnh mẽ. Vĩnh sinh chi môn này quá mạnh mẽ. Cánh cửa còn lớn hơn chư thiên vạn giới. Vĩnh sinh khí tạo thành hệ tinh bích tổ ong, quả thật vô cùng vô tận, không có cuối. Khi nào ta mới có thể chân chính tiến vào trong đó, tìm kiếm phân thân thuộc về mình? Kiếp trước rốt cục là cái gì? một đoàn thần niệm của phương hàng bao bọc trong vận mệnh lực, nhìn hệ tinh bích thật dày, không thể phá vờ, tiên vương cũng không có năng lực xuyên qua đó, không khôi chấn kinh. Hắn chưa từng trải qua khoảnh khắc này, cảm nhận được hàm nghĩ chân chính của hai từ vĩ đại. Ồ, kia là cái gì? Đột nhiên dường như Phương Hàng nhìn thấy cái gì? Hắn cảm giác được trong một thế giới nho nhỏ ở trong hệ tinh bích kia không ngờ có phong ấn một người. Người này mơ hồ không rõ, chỉ như một cái bóng, nhìn thế nào cũng không rõ ràng. Nhưng Phương Hàng vận chuyển lực lượng toàn thân, chiếu rọi hư không, đột nhiên liền thấy gương mặt người kia chợt lé rồi mất. Trong khoảnh khắc đó, gương mặt này xuất hiện trong đầu hắn, hắn hoàn toàn sợ ngây người. Vô số trí nhớ như thủy triều ùa lên. Gương mặt người này không ngờ là cái người dẫn hắn bước lên con đường tiên đạo, bạch hải thiện. Không sai, không ngờ phương hằng nhìn thấy bạch hải thiện trong hệ tinh bích của vĩnh sinh chi môn một nhân vật nho nhỏ trong thế tục nhưng chính là nhân vật này đem hoàng tuyền đồ cho hắn đồng thời cùng đem cửu khiếu kim đan của hoàng tuyền đại đế phong ấn trong thân thể hắn khiến cho hắn chân chính bắt đầu bước trên con đường tu luyện sau đó thi thể bạch hải thiện liền biến mất hiện tại không ngờ xuất hiện trong hệ tinh bích của vĩnh sinh chi môn đây là dạng nhân quả duyên phận như thế nào phương hằng làm sao vậy? Phương Thanh Tuyết đã nhận ra sự khác thường. Ta nhìn thấy Bạch Hải Thiện. Năm đó ở trong thế tục, khiến ta giết ngươi, hướng dẫn ta bước trên con đường tu luyện. Rốt cục là ai? Một ý niệm kinh hải của Phương Hàn tiến vào trong đầu Phương Thanh Tuyết. Ta sớm biết Bạch Hải Thiện kia khẳng định không phải người thường chuyển thế. Hắn rò ràng có thân phận, hiện tại thân phận này rốt cục sắp có tác dụng. Như thế nào, chúng ta có đi tìm hay không? Không cần. Ta đã không cảm thụ được khí tức của hắn. Phương Hàng lắc đầu, nhân quả này thủy chung phải chấm dứt. Binh đến tướng ngăn, nước đến đất lấp. Ta sẽ chờ, cuối cùng hắn sẽ xuất hiện. Lúc này trong lòng Phương Hàng trấn định lại, gần như có một loại hương vị hiểu ra hết thảy. Vậy chúng ta vẫn đi tìm chúa tể vạn thú. Quan sát xem rốt cục hắn muốn làm gì. Phương Thanh Tuyết thấy Phương Hàng trấn định, dường như có chủ ý thì cũng gật gật đầu. Hai người lại thiêu đốt căn nguyên thiên quân, gia tăng vận mệnh lực. Ta tìm được khí tức của chúa tể vạn thú rồi. Đột nhiên tâm linh Phương Hàng máy động, linh hồn của hai người dừng lại ở trong hệ tinh bích trên cánh cửa của Vĩnh Sinh Chi Môn. Liền thấy được trong một thế giới to lớn trên hệ tinh bích phong tòa một niên thú thật lớn. Niên thú này cổ xưa, có khí tức hồng hoang, dường như kỷ nguyên chưa tồn tại hắn đã tồn tại. Từng đợt khí tức hung thần truyền ra khiến cho linh hồn hai người phương hàng có một loại cảm giác hít thở không thông. Đây là tiên vương. Chỉ có tiên vương mới có thể có uy áp thế này. Tuy nhiên lúc này toàn thân niên thú đều là xiền xích trật tự to lớn, bị vĩnh sinh chi môn hoàn toàn phong tòa căn bản không thể nhúc nhích. Tuy nhiên trên thân thể hắn xuất hiện một cái bóng nho nhỏ, cái bóng này dường như là bóng của niên thú thân khoác áo choàng bao phủ toàn thân thân thể cao lớn đội trời đạp đất bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá hệ tinh bích mà ra ký tức thật cường đại phương thanh tuyết đột nhiên nói phương hàn đây là chúa tể vạn thú ngươi xem hắn đang làm gì dường như hắn độn ra nguyên thần dùng thân thể của mình thi triển ra một loại bí pháp gì đó muốn trực tiếp đột phá hệ tinh bích thoát thân ra đáng tiếc hy vọng xa vời phương hằng phát hiện ra cái gì ánh mắt hắn quan sát trên thân thể niên thú trong hệ tinh bích thật lớn kia là từng đạo phù văn hỏa diễm bốc lên những phù văn hỏa diễm này có tâm hình có ý hình có trạng thái linh chi thậm chí có đao kiếm hình người cung điện đây cũng chính là tận cùng của hỏa diễm bất cứ lúc nào đều có thể bốc cháy trực tiếp thiêu đốt thân thể tiên vương thật lớn của niên thú cháy sạch sẽ ta biết rồi phương hằng cẩn thận quan sát đột nhiên sắc mặt chấn động dường như nhìn thấu hành vi của đối phương đại thủ bút quả nhiên là đại thủ bút chúa tể vạn thú này thật hiểm thật độc khó trách hắn muốn liên thủ với ta hấp dẫn ta hắn muốn mượn vận mệnh lực của ta trong khoảnh khắc thiêu đốt thân thể tiên vương khổng lồ sau đó cho linh hồn bám lên thân thể ta cướp lấy thân thể khống chế linh hồn ta hoàn toàn làm hắn sống lại phương thanh tuyết vừa nghe lời này thân thể cũng run rẩy một hồi quả nhiên là hiểm độc. Hiện tại hắn thiêu đốt thân thể căn bản không có năng lực đột phá trói buộc của vĩnh sinh chi môn, nhưng là thêm vận mệnh lực của người ta thì lại khác. Thân thể hắn thập phần khổng lồ, thân thể tiên vương cường đại hơn tiên vương bình thường rất nhiều. Toàn bộ niên thú nháy mắt thiêu đốt mang theo lực lượng linh hồn xuyên qua, lên thân thể chúng ta lập tức sẽ bị hắn tiêu diệt. Đây gần như là không có khả năng chống lại. Không sai, Hắn cũng thật là bò được. Một khi vứt bỏ thân thể Tiên Vương sẽ không thể tái sinh, tương đương tu vi của hắn rơi xuống dưới Tiên Vương. Hơn nữa thi triển trong Vĩnh Sinh Chi môn nguy hiểm vô cùng, hơi chút sơ suất sẽ tử vong. Lần này hắn vì đối phó ta, được ăn cả ngã về không. Phương Hàn gật đầu, hắn đây là đang liều. Hắn biết đoạt xá ta liền có khả năng được Vĩnh Sinh Chi môn thừa nhận, cùng có thể đoạt được đại mệnh vận thuật, vượt qua hết thảy Tiên Vương đây cũng là một loại đại khí phách đại âm hiểm thủy tổ thánh vương kia vốn không có được khí phách như vậy nếu ngày đó hắn thi triển như vậy ta hẳn phải chết không nghi ngờ phương hàn hiện tại chúng ta nên làm gì phương thanh tuyết nói huynh còn đáp ứng tiểu niên thú kia không hiện tại cho dù chúng ta đã biết âm mưu của chúa tể niên thú với lực lượng của hắn chỉ sợ không thể ngăn cản đáp ứng cớ sao lại không phương hằng nói ta đã tiếp nhận thần vật của niên thú nếu đổi ý không đáp ứng vậy có khả năng hắn thẹn quá thành giận cùng hoa thiên đô liên hợp công kích ta đến lúc đó nguy hiểm vô cùng còn không bằng tương kế tựu kế hừ chúa tể vạn thú này muốn ám toán ta nên biết rằng hắn thiêu đốt thân thể mang theo lực lượng cường đại oanh kích xuống nếu cổ lực lượng này bị chúng ta hấp thu toàn bộ kỷ nguyên môn chẳng khác nào hiến tế một thi thể tiên vương chân chính mà không phải là loại hài cốt như hoa thiên đô muội sẽ tu luyện tới trình độ gì cùng ta ngang bằng thậm chí sẽ vượt qua tu vi của ta cũng có thể tiến bộ lần nữa rất nhiều đệ tử kỷ nguyên môn ta đều có thể tấn chức thiên quân thân thể của chúa tể vạn thú không phải là hài cốt mà là lực hiến tế có máu có thịt so với những hài cốt tiên vương trong chiến trường tiên vương không biết lớn hơn bao nhiêu lần có máu thịt cùng không có đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau đúng đây là một hồi đánh bạc lớn tuy nhiên cũng không thể không đánh bạc chúa tể vạn thú là linh hồn xuyên qua cũng phi thường mạnh mẽ chúng ta hấp thu lực lượng của hắn thuận tiện chuyển hóa lập tức phong ấn linh hồn của hắn linh hồn của tiên vương cái loại cường đại này thậm chí có thể khiến huynh trực tiếp tấn chức tiên vương cùng không chừng. Phương Thanh Tuyết hưng phấn nói, "Đây cũng là một hấp dẫn. Tuy nhiên linh hồn của tiên vương tuyệt đối không phải chúng ta có thể đối phó. Vừa rồi ta thi triển chí bảo Tam thập Tam thiên suy tính một chút, chỉ cần linh hồn hắn buông xuống cho dù không đoạt xá thành công chúng ta cũng không phải đối thủ của hắn." Phương Hàn bấm tay tính toán, cơ hội duy nhất chính là thừa lúc hắn hiến tế đột nhiên phát động tập kích dùng đại mệnh vận thuật dẫn phát sự phẫn nộ của vinh sinh chi môn. Trọng thương linh hồn của hắn. Như vậy vạn vô nhất thất. Tuy nhiên cụ thể làm như thế nào, vẫn phải tính toán thật kỳ một chút. Hai người liền định ra một kế hoạch hoàn mỹ trong khoảnh khắc, thương thảo chi tiết cụ thể. Thu thần niệm trở về, hai người liên tục thúc giục thần niệm, không ngừng diễn biến, bắt chước, thao luyện. Một tòa đại trận vận mệnh chậm rài ngưng kết, thẩm thấu khắp ngõ ngách nguyên giới kỷ nguyên thành trở thành một tòa vận mệnh thành. Ngay khi hai người hoàng mỹ suy tính, đột nhiên một thanh âm truyền đến, phương hàng đạo huynh, không biết ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Nếu có thể, ngươi đến chiến trường tiên vương, chúng ta có thể bắt đầu rồi. Là thanh âm của niên thú. Hả? Đã tới thời khắc mấu chốt nhất rồi. Phương Hàng và Phương Thanh Tuyết nghe thấy giọng nói của niên thú liền đưa mắt nhìn nhau, thu tất cả mệnh vận lực lại, trên mặt hiện lên thần sắc cẩn trọng. Bọn họ trong thời gian này đã diễn luyện đại mệnh vận thuật, quen thuộc bức tường tinh thể bên trong cánh cửa vĩnh sinh tới mức lô hỏa thuần thanh, nắm rất chắc là vào thời điểm mà linh hồn của chúa tể vạn thú giáng xuống rất có thể dẫn phát lửa giận và sự phản vệ của cánh cửa vĩnh sinh. Đến lúc đó thì linh hồn và huyết nhục của chúa tể vạn thú cùng bị tiêu diệt trong hư không vô tận, làm bổ phẩm cho phương hàng, đồng thời nuôi đường đệ tử của kỷ nguyên môn. Niên thú huynh, Chúng ta đã chuẩn bị tốt rồi, lập tức sẽ tới chiến trường Tiên Vương. Ngươi cứ an tâm đi. Giọng nói của Phương Hàn truyền tới vang vọng. Cùng lúc đó ý niệm của hắn phiêu đảng trong toàn bộ nguyên giới, xâm nhập vào sâu trong tâm lĩnh mỗi một đệ tử của Kỷ Nguyên Môn. Tất cả đệ tử đều giữ vị trí của mình, nắm giữ tất cả những đầu mối then chốt, bằng vào ý niệm của ta thúc giục đại trận bùng lên. Ông Tinh thể thần quốc trong thân thể hắn mở rộng ra, khiến toàn bộ nguyên giới đều chui vào trong thân thể hắn. Hắn phóng lên cao, trực tiếp tiến vào chiến trường tiên vương. Người ngoài nhìn vào không nhận ra chút dấu vết nào. Trong khoảnh khắc này, pháp tắc cuồng bạo bên trong chiến trường tiên vương cuồn cuộn ập tới, nhung đều bị hắn hấp thu, căn bản không thể tổn thương được hắn chút nào. Phương hàng toàn lực thi triển, khiến nguyên khí của chiến trường tiên vương đều ngưng tụ lại biến thành những luồng vĩnh sinh thần tắc tiến vào sâu trong cơ thể hắn, bồi dưỡng tất cả đệ tử kỹ nguyên môn. Tốt lắm. Đây là địa phương mang tộc, yêu tộc, thú tộc liên thủ. Đột nhiên Phương Hàn cảm thấy một luồng khí tức mang tính hủy diệt, không khỏi ngừng lại, liền nhìn thấy thật sâu trong thời không có vô số lều trại lớn. Những lều trại này đều làm bằng da thú, không biết là da của con thú thái cổ dị chủng nào, hiển hiện ra khí tức hung ác giả man từ hồng hoang vô số thiên quân mang tộc, yêu tộc, thú tộc cao lớn đang thống soái trăm ngàn vạn triệu cao thủ các tộc. Phương chiến trường tiên vương này không ngờ vô cùng ổn định, pháp tắc không hề cuồng bạo mà dường như bị giữ lại vậy. Rất nhiều thần vật chất chồng chất đống trên mặt đất, giống như kho lúa trong thế tục vậy. Phương Hàng thậm chí thấy ở trên vùng thổ địa này có những mang tộc, yêu tộc, thú tộc dùng thần vật sáng lập ra đồng ruộng, gieo trồng đủ loại linh dược. Thời điểm cánh cửa vĩnh sinh phun ra thần vật còn có thể phun ra rất nhiều hạt giống, trong đó có một số hạt giống trải qua đào tạo sẽ tạo thành linh được hiếm thấy có một không hai. Có linh dược ăn vào lập tức khiến người thường trở thành thiên quân. Đương nhiên nghe đồn vua của hạt giống chính là thế giới thụ. Không thể tưởng tượng được là yêu tộc, thú tộc, mang tộc là có thể sáng lập ra ruộng đồng tại chiến trường tiên vương này, mưu đồ không nhỏ. Phương Hàng cũng thầm khiếp sợ trong lòng hắn thậm chí thấy được ở điện viên trung tâm nhất có một luồng huyết nhục không ngừng phát ra khí tức của tiên vương, gieo trồng những đóa hóa tươi đẹp. Nghe đồn chính là thần vật bỉ ngạn hoa, tồn tại tiếp cận với thế giới thụ. Bên trong chiến trường tiên vương, ngoài hài cốt của tiên vương ra thì người có đại khí vận còn ngẫu nhiên có thể tìm được huyết nhục của tiên vương, giá trị cao vô cùng. Giống như chúa tể âm dương năm đó tiến vào tìm kiếm liền kiếm được một con mắt của tiên vương, luyện chế thành pháp nhãn thần thông, gần như vô địch. Ha 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 ha. Phương Hàng Huynh quả nhiên giữ lời, không ngờ chúng ta vừa gọi đã tới rồi. Vị này chính là điện mẫu thiên quân rồi, quả nhiên là tao nhã tài hoa, có phong phạm năm xưa. Chúa tể niên thú mang theo chúa tể vạn yêu, mang tổ, còn cả thiên quân tam tộc đi tới. Đám người này khí thế hùng tráng, nhìn hai người phương hàng và điện mẫu thiên quân. Phương Hàng liếc mắt một cái liền phát hiện ra cao thủ trong tam tộc không ít. Thiên quân ước chừng có 200 vị, một số thiên quân được mời chào từ chư thiên vạn giới, nhưng tinh hoa trong tam tộc cũng không phải số ít. Mỗi người đều có lực lượng gần như có thể hủy thiên diệt địa, tu vi từ 10 kỷ nguyên trở lên cũng có ước chừng mấy chục người. Thực lực tổng hợp so với kỷ nguyên môn còn mạnh hơn không ít, tuy nhiên dù sao cũng còn kém thiên đô giáo xa. Hiện giờ luận thực lực tổng thể thì kỷ nguyên môn cộng với cao thủ của tam tộc so ra còn không hơn thiên đô giáo. Đúng rồi, môn nhân của Phương Hàng huynh đâu? Niên thú nhìn Phương Hàng, đánh giá trong chốc lát rồi kỳ quái hỏi. Môn nhân của ta đều ở trong thế giới trong cơ thể ta. Thân thể của ta chính là một đại trận, chứa đứng tất cả, vận chuyển tất cả, tự nhiên không thôi. Phương Hàng tùy ý nói. Ba người niên thú, chú Tể vạn yêu, mang tổ nhìn nhau, ai nấy đều ấy vẽ kinh ngạc trên mặt đối phương, phương hàng huynh quả nhiên là lợi hại, vận chuyển pháp lực hoàng mỹ, quỷ thần khó lường. Chúng ta bội phục rồi, lần giải cứu chú Tể vạn thú này xem ra nắm chắc hơn nhiều rồi. Tất nhiên, chỉ cần có đủ lợi ích là được. Ưu đãi tăng thì khả năng thành công cũng tăng theo." Phương Hàng nói. "Ha ha, chuyện này là tất nhiên chỉ cần lần này ngươi có thể thành công thì chúa tể vạn thú sẽ trực tiếp dung nhập pháp lực vào ngươi khiến cho ngươi đạt tới cảnh giới trong mộng lợi ích đối với chúng ta cũng vô cùng vô tận giết chết hoa thiên đô kia đối kháng với tạo hóa tiên vương để như trở bàn tay niên thú cười tiếp vung bàn tay lên lập tức vô số cao thủ bên trong tam tộc liền tản ra để lộ một tế đàn màu đen ở giữa tế đàn này hơi tương tự như tế đàn bạch cốt của thủy tổ thánh vương tuy nhiên trên mặt lại khắc rất nhiều đạo thú văn rất nhiều hình dạng hỏa diễm thần bí xa xưa không biết dùng tài liệu gì chế thành không thể phá vỡ những tiếng động thiên nhiên phát ra từ trên đó giống như ca sướng giống như thú trống giống như quỷ khóc thần gào càng giống như tiếng nữ từ khóc thảm trong đêm liếc mắt một cái có thể đùng một từ để mô tả tế đàn này đó là khủng bố đây là vạn thú tế đàn, cung nên chúa tể vạn thú giáng trần, niên thú nhìn Phương Hàng nói, hiện tại chúng ta thật ra đã chuẩn bị rất tốt, mỗi người đều đã có vị trí riêng, dùng căn nguyên sinh mệnh thúc dục tế đàn này, kích phát thần uy của tế đàn. Cảm ứng tồn tại của chúa tể vạn thú trong cánh cửa vĩnh sinh. Tuy nhiên còn cần mượn mệnh vận lực, cho nên hy vọng Phương Hàng Huynh và Điện Mẫu Thiên Quân có thể ngồi lên thúc dục vận mệnh, giao hòa với lực lượng của chúng ta, đột phá trói buộc của cánh cửa vĩnh sinh, đưa lên thân thể của chúa tể vạn thú. Thật không? Phương Hàng nhìn tế đàn, rất lâu không nói, sau đó mới mở miệng, nguy hiểm như vậy tương đương với việc ta và điện mẫu thiên quân ngôi ngay ngắn trên tế đàn để các ngươi vây khốn tế luyện. Ngươi cứ đưa ra thù lao trước rồi hãy nói, những cổ tự kia giao cho ta một ít thì sao? Bằng không thì tính phiêu lưu đối với ta thật là quá lớn. Không thành vấn đề. Niên thú vô cùng sảng khoái, trực tiếp phun ra ba cổ tự phúc, đao, kiếm rơi vào tay Phương Hàng. Mỗi một cổ tự này đều thể hiện ra phong thái tuyệt thế không gì sánh kịp. Chữ phúc phúc vận liên miên, ngân nga vô cùng. Chữ đao linh hoạt sắc bén, mũi nhọn xé tan bầu trời. Mà chữ kiếm thì chính trực cuồn cuộn, đại cương trường tồn, đại biểu cho ý cảnh của người quân tử. Còn nữa, Phương Hàng Huynh cũng không cần lo lắng cao thủ tam tộc chúng ta thi triển thúc dục lực lượng căn nguyên cả tế đàn. Trước tiên phải rót tất cả lực lượng vào thân thể các ngươi, khiến pháp lực của các ngươi tăng cấp. Điện mẫu thiên quân hiện tại có tu vi 15 kỷ nguyên, được lực lượng của chúng ta rót vào khẳng định sẽ tăng cấp lên 16 kỷ nguyên. Đó cũng chính là chỗ tốt nhất. Niên thú kia đưa ra điều kiện to lớn như vậy làm Phương Hàng an tâm, bắt đầu bỏ ra vô số lợi ích ta còn muốn bỉ ngạn hoa trồng trên huyết nhục tiên vương kia, phương hàng vung tay về phía xa chụp một cái, lập tức một đám huyết nhục của tiên vương có bỉ ngạn hoa rơi vào trong bàn tay hắn, bị hắn thu vào trong cơ thể, sắc mặt niên thú, mang tổ, chúa tể vạn yêu hơi biến hóa, rất nhiều cao thủ thiên quân đều lộ ra một tia tức giận, không khí lập tức trở nên rất xấu hổ, ha 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 ha, trẫm mặt trong chốc lát niên thú đột nhiên phá vỡ không khí nặng nề nở nụ cười bị ngạn hoa này chúng ta đã bồi dưỡng chừng ba kỷ nguyên tích tụ không biết bao nhiêu lực lượng cuối cùng cùng nở ra nếu dùng đúng phương pháp thì có thể gia tăng tu vi một kỷ nguyên tuy nhiên để đưa chúa tể vạn thú trở về thì đưa cho phương hàn huynh cũng không có gì không được phương hàn huynh còn coi trọng bảo bối nào của tam tộc chúng ta không dù là muốn lấy gì thì chúng ta đều dân tặng Tốt lắm. Phương Hàng cũng không muốn bỏ qua cho người khác. Nói với mang tổ, ta nghe nói mang tộc có bảy kiện thánh khí. Phân biệt là đồ đằng quán, nhiễm huyết y, kinh thức quan. Ta đã có hai dạng trong đó. Bảy kiện thánh khí có bảy kiện có thể chuyển hóa vũ trụ thành thế gian mang hoang. Hiện tại trong tay mang tổ khẳng định còn thừa vài món, có thể tặng toàn bộ cho ta không? Ngươi! Vẻ mặt mang tổ lộ vẻ tức giận nhưng niên thú lập tức liếc mắt nhìn hắn. Trên mặt mang tổ lúc này mới hiện lên nụ cười, vung tay lên. Năm kiện tiên khí thánh phẩm bay ra đó là quyền trượng, vương quang, chỉ hoàng, hoa tử, hạng liên. Phương Hàng chụp một cái liền dung nhập vào trong thân thể. Một luồng khí tức mang hoang lập tức tràn ra, lực lượng dường như gia tăng không ít, gật gật đầu, không sai không sai bảy kiện thánh khí hợp nhất lại trở thành một trận nhãn của kỷ nguyên thần trận của ta. Tuy rằng còn kém chí bảo tam thập tam thiên nhưng cũng có huyền cơ khó lường. Hiện tại Phương Hàng Huynh đệ ân no uống đủ rồi, có thể bắt đầu thực hiện hứa hẹn của mình đi. Niên thú nói. Có thể rồi, ha 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 ha. Phương Hàng thù cơ đạt được vài món bảo bối liền cùng Phương Thanh Tuyết phi thân bay lên vạn thú tế đàn, ngồi khoanh chân trên đó, vận chuyển pháp lực. Cùng lúc đó, cao thủ tam tộc yêu, thú, mang cũng chia ra ngồi ngay ngắn xung quanh tế đàn màu đen, bắt đầu thì thào niệm chú ngữ, cùng lúc đó rất nhiều thiên quân dùng thần niệm trao đổi với nhau. Đáng giận, đúng là đáng giận. Người này quả là chết tiệt. Tam tộc chúng ta vẫn hết toàn lực mới bồi đường được bỉ ngạn hoa. Qua không biết bao nhiêu năm tháng, vừa mới nở hoa đã bị hắn cướp mất. Mà giá trị của đám huyết nhục tiên vương kia cũng rất lớn chứ kẻ nọ đúng là đáng chết, khó trách hoa thiên đô muốn giết hắn. Hắn đúng là có lý do mà. Mang tổ, bảy kiện thánh khí của mang tộc các ngươi đều rơi vào trong tay hắn rồi. Sớm muộn gì hắn cũng phải chết thôi. Và một khắc hắn ngồi trên tế đàn thì vận mệnh của hắn đã định rồi. Phương Hằng này không ngờ lại dám ngồi lên tế đàn, chắc chắn phải chết rồi. Không ai có thể buông tha cho hắn. Vừa rồi hắn thật sự quá kiêu ngạo, không ngờ dám trực tiếp đòi bỉ ngạn hoa huyết nhục của tiên vương còn cả thất đại thánh khí của mang tộc hắn nghĩ hắn là ai chứ có thể kiêu ngạo bá đạo như vậy nếu không không phải là đã bày mưu với hắn sợ hắn phát hiện ra thì vừa rồi ta đã ra tay giết chết hắn rồi cho hắn biết liên minh tam tộc của chúng ta lợi hại tới mức nào tốt rồi bổ sung thần niệm đi thời điểm trước mắt vô cùng mấu chốt Chẳng may hắn phát hiện ra âm mưu của chúng ta thì chẳng phải là ăn trộm gà không được lại còn thiệt nắm thóc sao? Hừ! Sợ cái gì? Hiện giờ nhiều người chúng ta tập trung một chỗ như vậy, thúc giục tế đàn. Cho dù là Phương Hàn và Điện Mẫu Thiên Quân kia có biết được âm mưu thì bọn họ cũng chỉ còn có nước ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Kết cục chỉ có một, đó là bị Chúa Tể Vạn Thú đoạt xá. Chúa Tể Vạn Thú chẳng lẽ lại bỏ qua cho bọn họ? Lực lượng liên thủ của chúng ta cũng không phải là thứ bọn họ có thể chống lại được. Chuyện này cũng đúng, chúa tể niên thú, mang tổ, còn có chúa tể vạn yêu cũng đã thi triển ra đủ đạo thuật, còn chuẩn bị thủ đoạn cực kỳ sắc bén, hắn căn bản không phải là đối thủ đâu. Tốt. Chư vị, không cần bàn tán nữa. Mỗi người đều giữ vững vị trí nhìn xem phương hàng này rốt cục thi triển đại vận mệnh thuật như thế nào, tìm hiểu cách hắn diễn luyện đại mệnh vận thuật nhờ đó tu vi của chúng ta sẽ tăng tiến vùng vụt. Đột nhiên chúa tể niên thú lên tiếng. Cuối cùng hắn cũng ngăn cản rất nhiều dao động thần niệm của các thiên quân trong liên minh, cũng nghiêm khắc cảnh báo, ngàn vạn lần không thể xem thường phương hàng và điện mẫu thiên quân. Hai người bọn họ liên thủ thì tiên vương cũng phải nhường nhịn ba phần. Hiện giờ điều duy nhất chúng ta phải làm chính là đồng thời để bọn họ rót vận mệnh lực vào bên trong thân thể của chúa tể vạn thú chỉ cần một tia là chúa tể vạn thú có thể vượt qua thời không, thiêu đốt thân thể khổng lồ, giáng xuống nơi này. Thời điểm đó mới chính là lúc Phương Hàng và Điện Mẫu Thiên Quân rơi vào chỗ chết. Nói thật thì hiện giờ tam tộc chúng ta liên thủ cũng không thể giết nổi hắn, hắn hoàn toàn có thể ung dung rời đi. Không sai các ngươi không nên hành động thiếu suy nghĩ. Mang tổ cũng cảnh báo. Thực lực liên minh tam tộc chúng ta so ra vẫn còn kém thiên đô giáo. Hoa Thiên Đô kia tu luyện tới 17 kỷ nguyên, liên hợp tất cả cao thủ giới thượng giới, cùng lúc đó sau lưng bọn họ còn có tạo hóa tiên vương, khởi nguyên, chân lý, thần thoại lão nhân, còn cả chúa tể nguyên thủy, cũng không làm khó được phương hàn. Chúng ta dựa vào lực lượng tam tộc mà muốn tiêu diệt hắn đúng là si tâm vọng tưởng. Không sai. Chúa tể vạn yêu cũng nói, cho dù tam tộc chúng ta liên minh, cộng thêm thiên đô giáo thì cũng không làm gì được hắn, nhiều nhất cũng chỉ tạm thời phong ấn được hắn mà thôi. Ba vị thủ lĩnh nói phải, chúng ta sẽ chú ý. Mấy trăm thiên quân của tam tộc đều gật đầu, trở nên hết sức chăm chú. Phương Hàng Huynh, Điện Mẫu, các ngươi hiện giờ có thể thi triển vận mệnh lực rồi. Tất cả cao thủ của chúng ta sẽ lập tức rót căng nguyên xuống. Chúa Tể Niên Thú thuyết phục mọi người xong, lúc này mới mở miệng, thân thể đột nhiên chấn động, hai tay vung lên, đánh ra hàng loạt phù văn trong không trung, khiến mọi người nhìn lại mà hoa cả mắt. Những đạo phù văn này không ngờ đều bùng lên hỏa diễm linh thiên, hừng hực thiêu đốt căn nguyên của chính mình. Nhiên linh đại thuật, phá hủy vũ trụ, bá đạo thiên hạ, xoay chuyển nhật nguyệt, thanh tẩy lòng người. Ông Tất cả thiên quân đều đánh ra những đại thuật mãnh liệt. Một luồng thiên quân căn nguyên gần như thể rắn truyền ra như thác lũ giáng xuống đỉnh đầu, thanh tẩy phương hàng và phương thanh tuyết. Phương Hàng vừa nhận căn nguyên của các thiên quân này, đột nhiên đứng thẳng lên, mái tóc tung bay, thân thể không ngừng bành trướng ra. Mấy trăm thiên quân pháp lực cực kỳ mạnh mẽ, còn có chúa tể vạn yêu, mang tổ, là cao thủ vô địch 16 kỷ nguyên, chúa tể niên thú tu vi có thể đạt tới 17 kỷ nguyên. Căn nguyên của những người này cộng lại một chỗ, quán đỉnh mà truyền vào cơ thể. Nếu không phải Phương Hàng mà là người khác thì có thể đã nổ tan xác mà chết. Phương Thanh Tuyết rõ ràng là hơi không thể chịu nổi. Thiên quân căng nguyên rót vào một khắc thì vẻ mặt nàng đã đỏ lên, trên làn da tinh tế xuất hiện những tia máu nhỏ. Toàn thân đẫm máu, giống như luồng căng nguyên này muốn ép tất cả máu tươi của nàng ra khỏi lỗ chân lông, trông vô cùng khủng bố. Phương Hàng nhìn một cái liền biết Phương Thanh Tuyết không chịu nổi gánh nặng thiên quân căng nguyên quán đỉnh. Đó cũng là việc nằm trong dự liệu của hắn. Kỷ nguyên đạo của hắn đã sớm suy tính tất cả, thậm chí bao gồm cả phản ứng của chúa tể vạn thú. Ngay cả phản vệ của cánh cửa vĩnh sinh, lực lượng cường đại của pháp tắc trật tự cùng đều được xác minh, suy tính trong đầu hắn. Tu vi 16 kỷ nguyên, thăng cấp đi. Ầm ầm. Bàn tay của Phương Hàn nhấn một cái liền đặt lên đỉnh đầu của Phương Thanh Tuyết. Lập tức tất cả máu huyết trên người nàng đều biến thành phù văn, tiến vào trong mi tâm của nàng biến thành một huyết vũ trụ nhỏ bé. Huyết vũ trụ này có lực lượng vô tận, chứa đựng toàn bộ lực lượng thiên quân căn nguyên quán đỉnh, chuyển hóa thành căn nguyên của bản thân, kết hợp với bản thân. Phương Thanh Tuyết cũng đứng thẳng dậy, mái tóc đen tung bay, thân thể đẹp tới mức thần thánh, khuynh quốc khuynh thành. Tu vi của nàng vốn là 15 kỷ nguyên hiện giờ rốt cục đạt tới 16 kỷ nguyên. Gần như trong khoảnh khắc này nàng có thể đột phá bình cảnh, thủ đoạn như vậy có thể coi như là của tiên vương rồi. Thanh tuyết, đám người này là một tại họa. Bọn họ tuy truyền thiên quân căn nguyên vào nhưng bên trong lại ẩn chứa cấm pháp nhỏ bé, có ý đồ khống chế chúng ta, ai dè bị ta nhìn thấu, dùng đại vận mệnh thuật hóa giải. Hừ, những kẻ này sẽ gieo gió gặt bão thôi. Hiện giờ ngươi đã chuẩn bị tốt chưa? Chúng ta phải sử dụng tất cả thiên quân căn nguyên trực tiếp đối thoại với chúa tể vạn thú khoảnh khắc sinh tử tồn vong sắp tới rồi. Phương Hàng trịnh trọng nói. Ta đã chuẩn bị tốt rồi. Tu vi thăng cấp lên 16 kỷ nguyên đã có thể nắm hoàn toàn vận mệnh lực rồi. Tuy rằng còn chưa khôi phục được thần uy vô địch năm xưa nhưng những tiểu nhân vật này cũng đã chẳng còn ý nghĩa gì với ta nữa. Trong ý niệm của Phương Thanh Tuyết phát ra khí tức ngạo kiếm lăng vân, đứng đầu thiên hạ. Chúa tể vận mệnh, hoàn toàn là tự tin của cường giả. Tốt, 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 chúng ta lần này được ăn cả ngã về không, thắng bại ở lúc này đây. Vận mệnh về phe chúng ta, chúng ta tất thắng. Phương Hàng chưa bao giờ như lúc này, dường như vô cùng tin tưởng. Sinh mệnh của hắn vào giờ khắc này đã đạt tới một đỉnh cao mới. Phương Hàng huynh, hiện tại các ngươi tế ra vận mệnh lực, chúng ta hao phí căn nguyên giúp các ngươi ngưng tụ lực lượng cũng không thể duy trì được bao lâu nữa. Chúa Tể Niên Thú đột nhiên nói trong lòng hắn kỳ thực đang chảy máu vừa hao phí nhiều thiên quân căn nguyên như vậy lại bị phương hàn mượn để thăng cấp cho tu vi của phương thanh tuyết gần như tổn thất một phần ba căn nguyên của hắn đó là tổn thất mà hắn không thể chịu nổi trong lòng hắn nghiến răng nghiến lợi phương hàn điện mẫu hiện giờ đôi cẩu nam nữ các ngươi cứ tạm thời đắc ý đi đợi lát nữa chúa tể vạn thú giáng xuống thì sẽ tới giờ chết của các ngươi tất cả những gì các ngươi cướp đoạt ta sẽ bắt các ngươi phải trả cả vốn lẫn lãi. Tốt. Niên thú huynh ngươi không cần lo lắng. Phương Hàng ta đã đồng ý chuyện gì chưa bao giờ làm trái, cũng chưa bao giờ lừa đảo. Hiện giờ ta và Điện Mẫu sẽ thi triển vận mệnh, xuyên qua cánh cửa vĩnh sinh rót lên thân thể Chúa Tể Vạn Thú. Ta hy vọng Chúa Tể Vạn Thú sẽ thực hiện hứa hẹn, sau khi dán xuống cho ta thật nhiều lợi ích giúp ta và điện mẫu đều thăng cấp lên cảnh giới tiên vương. Phương Hàng cũng đáp lời chúa tể niên thú. Tốt. Nghe thấy Phương Hàng trả lời, trong lòng chúa tể niên thú yên tâm vô cùng, vội vàng hứa hẹn, không có vấn đề gì. Chúa tể vạn thú chỉ cần dán xuống sẽ trợ giúp ngươi giết hoa thiên đô, lấy tam sinh thạch, hài cốt của chúa tể nguyên thủy trên người hắn cho ngươi. Hiện giờ mau lên thôi, chúa tể vạn thú đã không thể chờ nổi nữa, đừng để khiến hắn mất kiên nhẫn được, chư vị, chú ý tăng thêm lực lượng một lần nữa, rót căng nguyên vào cho ta. Phương Hàng rốt cục cũng bắt đầu ra tay, liên thủ với Phương Thanh Tuyết đánh ra đại vận mệnh thuật, xuyên qua tầng tầng sương mù vào tới bên trong cánh cửa vĩnh sinh. Gần như tất cả mọi người đều thấy được lực lượng vĩ đại cuồn cuộn tràn ra. Nơi này là chiến trường tiên vương, có thể nói là bên ngoài cánh cửa vĩnh sinh, cách cánh cửa vĩnh sinh gần vô cùng. Phương Hàng dùng đại vận mệnh thuật lay chuyển tồn tại vĩ đại này, khiến tất cả mọi người ở nơi này đều cảm thấy cánh cửa vĩnh sinh hơi rung chuyển. Toàn bộ chiến trường Tiên Vương đều dao động kịch liệt, gần như khó có thể khôi phục, đại địa dưới chân sẽ nứt ra, thời không đều bị rơi vào cảnh hủy diệt. Không ổn. Dao động của nơi này kịch liệt quá, mau mau ổn định lại. Cao thủ tam tộc đều vô cùng sợ hãi. Không cần quan tâm. Chăm chú hết sức đi chỉ cần chúa tể vạn thú trở về thì dù toàn bộ chiến trường tiên vương có bị hủy diệt cả cũng đã làm sao. Chúa tể niên thú gầm thét, trấn áp chư thiên. Lập tức tất cả cao thủ đều bình tĩnh lại, mỗi người đều tập trung tinh thần, rót thêm càng nhiều thiên quân căn nguyên vào. Chính là lúc này, ta đã tìm thấy khí tức của chúa tể vạn thú. Vận mệnh của phương hàng xuyên qua bức tường tinh thể của cánh cửa vĩnh sinh, trong khoảnh khắc đã thăm dò được nơi này tìm thấy phiến hư không mà chúa tể vạn thú tồn tại chúa tể vạn thú khổng lồ cao thủ tiên vương vẫn đang ngủ động trong đó dưới lực lượng của cánh cửa vĩnh sinh tiên vương chẳng khác gì con kiến nhưng giờ khắc này trên thân thể khổng lồ của chúa tể vạn thú vẻ mặt của nguyên thần nhỏ bé kia kia đang lộ vẻ vô cùng chờ mong khí tức âm trầm tỏa ra ầm ầm Phương Hàng và Phương Thanh Tuyết lúc này đã đưa rất nhiều thiên quân căn nguyên hợp với ý chí của mình và vận mệnh lực, hoàn toàn giáng xuống. Rốt cục cũng đợi được tới ngày hôm nay. Chúa Tể Vạn Thú thấy luồng lực lượng này thì gần như toàn thân chấn động, vung tay chụp một cái. Lập tức vận mệnh lực liền kết nối với linh hồn hắn. Trong khoảnh khắc này, Phương Hàng, Phương Thanh Tuyết đều cảm thấy một luồng ý niệm giả thú mạnh mẽ, tà ác vô biên vô hạn, tràn ngập thiên địa, cung tàn tiến vào linh hồn mình, gieo hạt giống xuống nơi sâu nhất trong tâm linh. Thời khắc so đấu cuối cùng đã tới. Thời khắc so đấu cuối cùng cũng đã tới. Chú Tể Vạn thú nhận ý niệm của Phương Hàng và Phương Thanh Tuyết truyền lại, gần như lập tức liền có phản ứng, nguyên tiên cường đại và tà ác bắt đầu khống chế linh hồn hai người. Ha ha! Ký tức của vận mệnh, lực lượng của vận mệnh. Rất lâu rồi chưa từng gặp. Chỉ có loại lực lượng này mới có thể trợ giúp ta đột phá trói buộc của cánh cửa vĩnh sinh, giáng xuống thế gian. Cánh cửa vĩnh sinh nhốt ta bên trong thật lâu rồi. Một ngàn vạn năm. Một ức năm, mười ức năm. Hiện giờ ta cuối cùng cũng được tiêu diêu tự tại, nắm tất cả trong tay. Không riêng gì hiện tại mà cả những kỷ nguyên về sau ta phải vĩnh sinh. Phương Hàn, ngươi là một tồn tại mấu chốt trong cánh cửa vĩnh sinh. Tam sinh thạch cũng chỉ là đồ chơi của ngươi, tiên vương chúng ta đều muốn biết rốt cục ngươi là tồn tại gì, hoàn toàn khống chế linh hồn ngươi là sẽ nắm rõ tất cả chân tướng." Giọng nói của chúa tể vạn thú truyền ra từ bên trong cánh cửa vĩnh sinh. Trên thân thể bị phong ấn kia có vô số hỏa diễm bùng lên thiêu đốt. Thiêu đốt thân mình, hủy diệt thân tàn, đạt được bất hủ, trảm đạo, trảm mệnh, trảm bản ngã. Chân ngã như nhất, ta là chân không chân không chính là ta. ầm ầm, thân thể tiên vương khổng lồ, thân thể mênh mông như thái cổ cự sơn bùng nổ mãnh liệt, nổ tung thành tầng tầng sóng gợn bên trong cánh cửa vĩnh sinh. Trong cơn sóng này, không ngờ nguyên thần của chúa tể vạn thú lại tạm thời nắm giữ vận mệnh lực, hóa thành một đạo cầu vòng, mang theo lực lượng thiêu đốt thân thể của tiên vương, lao thẳng về phía bức tường tinh thể của cánh cửa vĩnh sinh ở phía xa xôi. Đây là cánh tượng đồ sộ tới mức nào chứ? bên trong ý niệm của phương hàn và phương thanh tuyết thậm chí là chúa tể niên thú mang tổ và tất cả thiên quân đều hiện lên hình ảnh này bên trong cánh cửa vĩnh sinh khổng lồ kia vô số khí vĩnh sinh ngưng tụ thành một bức tường tinh thể không thể bị phá vỡ tiên vương tiến vào trong đó giống như côn trùng vướng vào mạng nhện không thể đi ra nhưng hiện tại lại có một luồng ánh sáng rực rỡ hơn ngân hà cả trăm ngàn vạn triệu lần lao về phía đó đây là một cơn đại hồng thủy là thần uy bất hủ lực lượng không ai có thể sánh bằng một tiên vương thiêu đốt thân thể chính mình khiến cho linh hồn và ý chí của mình thoát khỏi trói buộc giáng xuống thế gian lực lượng vĩ đại bắt đầu tỏa ra ở bên trong cơn sóng này nguyên thần của chúa tể vạn thú cao lớn khôi ngộ nhìn một cái là có thể thấy lực bạc sơn hà khí cái thế thôn vân thổ vụ thay đổi pháp tắc đó là phong thái của chúa tể vạn thú cánh cửa vĩnh sinh lại rung rẩy, giống như bên trong biển rộng lại có một ngọn núi lớn rơi xuống, tạo nên sóng gió ngập trời. Chú tể vạn thú mang theo thần uy khiến chư thiên đều phải rung rẩy, hoàn toàn giáng xuống. ầm ầm, Thần lực mênh mông như hải đương lan tới khắp các ngõ ngách của chiến trường tiên vương này, đặc biệt là phía trên tế đàn. Trong nháy mắt thân thể Phương Hàng và Phương Thanh Tuyết bắt đầu vỡ nát, phía trên xuất hiện những vệt rách ghê người, giống như bị hải đương thần lực ập tới ngập đầu vậy. Các ngươi! Phương Hàng cố ý truyền ra giọng nói phẫn nộ, chúa tể vạn thú, ta có ý tốt thi triển đại vận mệnh thuật tiếp dẫn ngươi ra từ cánh cửa vĩnh sinh, lại không thể ngờ nổi là ngươi âm hiểm tới vậy, đối đãi với chúng ta như thế này, thiêu đốt thân thể, linh hồn đoạt xá. Rõ ràng là muốn hủy diệt chúng ta mà. Ha ha ha! Kẻ ngu xuẩn! Phương Hàng, sự tồn tại của ngươi chính là chướng ngại trên đường ta theo đuổi vĩnh sinh. Ngươi tưởng có thể để dàng có được lợi ích từ ta như vậy sao? Chúa tể vạn thú ở bên trong hải đương thần lực, linh hồn cường đại gần như trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ tế đàn. Mỗi người đều giữ vững vị trí, phối hợp với chúa tể vạn thú, cùng nhau luyện hóa phương hàng và điện mẫu. Bọn họ có được nhiều lợi ích từ liên minh tam tộc chúng ta như vậy, hiện giờ là thời điểm trả cả gốc lẫn lãi chúa tể niên thú cười hả hả, giống như long tinh mảnh hổ, nuốt vô số tạo hóa thần đan, khôi phục căn nguyên vừa bị tổn hại. Bọn họ đồng thời thúc giục lực lượng của tế đàn. Giao linh hồn cho ta, để ta khắc dấu ấn vào, nếu không sẽ phải chịu cảnh sống không bằng chết. Bên trong hải đương thần lực, linh hồn chúa tể vạn thú bắt đầu công kích mãnh liệt phương hàng. Đây không phải là ý niệm mà là linh hồn của tiên vương, là linh hồn hoàn chỉnh, tương đương với cao thủ vô thượng 18 kỷ nguyên, thậm chí là 19 kỷ nguyên. Chết! Ngay sau đó Phương Hàng và Phương Thanh Tuyết đồng thời cười lên, đánh ra thần quan vận mệnh mãnh liệt vô cùng. Hải dương khí vĩnh sinh phun trào mãnh liệt. Cánh cửa vĩnh sinh vĩ đại kia đột nhiên dẫn động phản vệ. Một luồng ánh sáng thần thánh huy hoàng hóa thành mũi nhọn xé rách hư không, đánh thẳng vào bên trong hải dương thần lực. A. À linh hồn của chúa tể vạn thú bị cánh cửa vĩnh sinh phản vệ xé thành hai nửa phát ra tiếng trên rỉ thống khổ vô cùng chuyện gì xảy ra vậy cánh cửa vĩnh sinh sao lại phản vệ lợi hại như vậy không có khả năng ta có vận mệnh lực bảo vệ căn bản không thể dẫn phát phản vệ linh hồn của chúa tể vạn thú bị cắt xé mà trọng thương hơn nữa cánh cửa vĩnh sinh dường như phát ra lực hút cực kỳ mạnh mẽ muốn hút linh hồn của hắn trở lại trong đó thân thể khôi ngô cao lớn của chúa tể vạn thú lúc này liền còng xuống. Chúa tể vạn thú, đại vận mệnh thuật của chúng ta có thể giúp ngươi thì cũng có thể hủy diệt ngươi. Chắc ngươi còn không biết là bị phong ấn ở trong cánh cửa vĩnh sinh đã lâu nên trên người ngươi có đủ loại khí tức của cánh cửa vĩnh sinh. Người muốn thoát khỏi nó sẽ bị phản vệ, đại vận mệnh thuật của chúng ta luyện chế tới cảnh giới cao nhất có thể thúc giục cánh cửa vĩnh sinh, hiện giờ cũng có thể thúc giục ngươi kế tiếp ngươi sẽ bị cánh cửa vĩnh sinh phản vệ trọng thương, hoàn toàn dân lực lượng thân thể và linh hồn cho chúng ta đi. Có lẽ hôm nay ngươi dân cho chúng ta thì về sau chúng ta chiếm được cánh cửa vĩnh sinh, kỷ nguyên kế tiếp sẽ cho ngươi sống lại. Để ngươi làm nô lệ đời đời kiếp kiếp, không đến nỗi phải chết đi. Phương Hàng và Phương Thanh Tuyết đắc ý không bỏ qua cho người khác, bắt đầu trực tiếp hấp thu thần lực. ầm ầm, Toàn bộ nguyên giới hiện ra từ thân thể pháp tắc trở thành một cơn lốc xoáy khổng lồ lồ. Linh Lung, Phong Bạch Vũ, Long Huyên, Dạ Đế, Nhân Hoàng Bút, Tâm Ma Lão Nhân, Xích Nguyên Ma Tôn, Di Bảo, Phong Giao Quang, Yên Thủy Thiên, những thiên quân cái thế trong đó đều đánh ra kỷ nguyên đạo. Trên tay bọn họ xuất hiện một đạo linh phù. Trên mặt linh phù này phong ấn rất nhiều những vĩnh sinh thần nhỏ như con kiến, theo kỷ nguyên đạo mà bay ra, liên tục bùng nổ trong hải đương thần lực khiến rất nhiều pháp tắc trong hải dương này vỡ nát thành nhiều mảnh hấp thu phương hàng và phương thanh tuyết hoàn toàn liên hợp lại cơn lốc vận mệnh liền hiện ra trong hải dương thần lực ầm rất nhiều thần lực bị quét qua những thần lực này đều sinh ra từ thân thể tiên vương bị thiêu đốt là căn nguyên của tiên vương so với thiên quân căn nguyên mạnh hơn không biết bao nhiêu lần hiện giờ tất cả đều bị hấp thu vào trong nguyên giới lập tức tất cả đệ tử trong nguyên giới đều được bao phủ bởi hải đương thần lực này. Ở bên trong căn nguyên của tiên vương mà sinh ra kỳ tích. Đầu tiên là lực lượng của ba người Linh Lung, Long Huyên, Phong Bạch Vũ lập tức đột phá một kỷ nguyên. Ba người này được Hồng Mông Đạo Nhân, Hồng Hoang Tổ Long, Thế gian Tự Tại Vương Phật truyền thụ pháp lực, Tu Vi hiện tại đã cao hơn người bình thường một khoảng lớn. Bọn họ hấp thu căn nguyên của tiên vương cũng nhanh hơn nhiều hơn thiên quân bình thường nhiều. Căn nguyên tiên vương cùng cuộn dung nhập rất nhiều vào cơ thể. Linh Lung lập tức đột phá tu vi 15 kỷ nguyên. Ngay sau đó là Long Huyên, Phong Bạch Vũ cũng lần lượt đột phá theo, thăng cấp sau đó là Tâm Ma Lão Nhân, xích nguyên ma tôn được chúa tể nguyên thủy truyền thụ pháp lực. Thiên kiếp gần như trở thành thứ không đáng gì trong nguyên giới. Rất nhiều thiên chủ cũng bắt đầu thăng cấp lên thiên quân hơn nữa còn có rất nhiều đệ tử của kỷ nguyên môn cũng thăng cấp. Thậm chí là tiểu nhân vật Tu Vi Kim Tiên cũng bắt đầu thăng cấp lên cảnh giới hoàng giả thiên địa đồng thọ. Xoạt xoạt. Hải đương thần lực này giáng xuống khiến kỷ nguyên môn có gần trăm đệ tử thăng cấp lên thiên quân. Những người quen biết Phương Hàng ở vũ hóa môn trong thế tục đều toàn bộ thăng cấp. Kỷ nguyên kế tiếp Phương Hàng không phải tịch mịch rồi. Bản chất hỗn loạn, xiền xích trật tự, quy nhất chí tôn. Hỗn loạn thiên quân lúc này mới thể hiện ra thực lực chân chính của thiên quân lâu đời. Hắn đột nhiên chấn động, rất nhiều căn nguyên tiên vương từ trong hải dương thần lực gần như thuấn di tiến vào trong cơ thể hắn. Trong khoảnh khắc, tu vi của hắn từ 14 kỷ nguyên đỉnh phong gần như đột phá lên 15 kỷ nguyên. Hơn nữa lực lượng cuồn cuộn dán xuống kia vẫn không ngừng nghỉ. Bản tôn của chúa tể vạn thú chính là một con niên thú, là lớn nhất trong rất nhiều tiên vương, Thần lực như tới gần như khó tin. Sống qua hơn 10 kỷ nguyên, thiên địa tan biến cũng không làm gì được hắn. Hiện giờ hắn thiêu đốt thần lực, căn bản không chỉ vài thiên quân là hấp thu được. Trên thực tế nếu không phải là Phương Hàng và Phương Thanh Tuyết thúc giục cánh cửa vĩnh sinh phản vệ, mũi nhọn đánh tan linh hồn của chúa tể vạn thú thì hiện giờ toàn bộ kỷ nguyên môn đã bị hải đương thần lực bao phủ, gặp phải tai ương ngập đầu. Hai người cũng hoàn toàn bị đoạt xá trở thành cái xác không hồn. Nhưng hiện tại chúa tể vạn thú bị phản vệ, hung uy giảm đi, hải dương thần lực lại trở thành thuốc bổ cho kỷ nguyên môn. Trong thời gian ngắn, pháp lực của đệ tử kỷ nguyên môn lại tăng vọt. Tuy nhiên được ưu đãi nhiều nhất là Phương Hàng và Phương Thanh Tuyết. Phương Hàng há to miệng, trong mỗi tinh thể thần quốc đều hiện ra một vĩnh sinh thần. Lực lượng của những thần linh này lớn vô cùng, hơn nữa hô ứng với cánh cửa vĩnh sinh phía xa, có uy lực thôn vệ chư thiên. Lực lượng của hắn nhanh chóng tăng lên, gần như trong nháy mắt đã đạt tới 17 kỷ nguyên đỉnh phong, có dấu hiệu đột phá 18 kỷ nguyên. Bỉ ngạn hoa Hắn trống to một tiếng, bỉ ngạn hoa vừa trồng trên huyết nhục tiên vương mà hắn cướp lấy giờ tiêu hóa trong cơ thể. Sau đó tinh thể thần quốc bắt đầu mở rộng ra, khuếch trương bành trướng ra như bóng cao sụ cuối cùng bành trướng tới cực hạn. Bên trong sinh ra những vụ nô liên hoàng loại bùng nổ này là một quá trình lột xác, biểu lộ Phương Hàng đã bắt đầu thăng cấp tới tu vi 18 kỷ nguyên. Nhận được thần lực mênh mông vô cùng, Phương Hàng thăng cấp lên tu vi 18 kỷ nguyên, hiếm có sức mạnh nào sánh bằng, gần như cảm thấy cả hai đường vận mệnh dán xuống trên thân thể hắn. Hắn hơi hô hấp một cái, pháp tắc trật tự trong ví liền dao động vì hắn. Dường như lực lượng của hắn đã tiến thêm một bước, giống như Phương Thanh Tuyết năm đó, có thể thúc giục cánh cửa vĩnh sinh. Muốn tăng lên một bước nữa, đạt tới tu vi 19 kỷ nguyên, thúc giục vĩnh sinh trấn áp tiên vương cũng không phải là chuyện không có khả năng. Đáng tiếc là chưa đạt tới tiên vương, thúc giục cánh cửa vĩnh sinh chỉ có con đường chết, ta tốt nhất là không nên mạo hiểm. Lực lượng hiện tại mượn dùng lực lượng của cánh cửa vĩnh sinh phản vệ linh hồn tiên vương của chúa tể vạn thú cũng không phải việc khó. Ý niệm trong lòng phương hàng xoay chuyển nhanh như điện đáng giận đáng giận quá ta thiêu đốt thân thể không ngờ trong nháy mắt đã tổn thất hơn bảy phần phương hàn bổn tọa thề không đội trời chung với ngươi ngươi không ngờ dẫn phát cánh cửa vĩnh sinh phản vệ phá tan sự cân bằng của ta tính trăm ngàn lần cùng không thể ngờ ngươi lại có chiêu thức này lửa giận trong lòng chúa tể vạn thú lúc này có thể thiêu sạch cả trời cao hắn gào thét mãnh liệt nguyên thần cường đại có ý đồ cô động lại hải dương thần lực trở thành thành thân thể của chính mình tiếng thú trống liên tục vang lên bên trong bầu trời những luồng khí vĩnh sinh giáng xuống bị hắn thúc giục ngưng tụ thành đủ loại cự thú thái cổ xông lên liều chết với phương hằng chúc tài mọn chơi khí vĩnh sinh với ta thì ngươi đúng là chẳng khác gì trẻ con phương hằng phun ra một hơi những cự thú thái cổ do khí vĩnh sinh ngưng tụ thành kia không ngờ đều tan rã khí vĩnh sinh căn bản không nghe theo sự điều khiến của chúa tể vạn thú mà chỉ nghe theo sự chỉ huy của vận mệnh lực những con cự thú thái cổ kia đều thay đổi hình thể biến thành vô số vĩnh sinh thần khổng lồ xếp thành đội ngũ khổng lồ sau đó tạo thành đại trận rồi bùng nổ ầm ầm vô số vĩnh sinh thần công kích bùng nổ với chúa tể vạn thú khiến hải dương thần lực hoàn toàn tiêu tán phương thanh tuyết cũng bay lên hút vào một hơi có một nửa lực lượng tiên vương thiêu đốt bản thể dung nhập vào thân thể nàng. Tu vi của nàng từ 16 kỷ nguyên lại đột phá tới 17 kỷ nguyên. Pháp lực của hai người quả nhiên mượn chúa tể vạn thú mà tăng tiến vùng vụt, nhanh chóng bước tới cảnh giới tiên vương. Hiện giờ chúa tể vạn thú đã hoàn toàn mất đi năng lực chống cự. Vốn gặp phải phản vệ, bản thân hắn đã trọng thương, không còn năng lực tự ngưng tụ nữa. Hiện giờ cũng chưa có bao lâu mà lực lượng của Phương Hàng và Phương Thanh Tuyết đã tăng lên liên tiếp, khiến hắn không thể chống lại, tan rã liên tục, thế như trẻ tre. Ngay cả linh hồn cũng đã rơi vào tình huống nguy hiểm. Nếu linh hồn bị Phương Hàng bắt giữ, luyện hóa vào bên trong kỷ nguyên thần trận thì chỉ sợ Phương Hàng sẽ lên tới tu vi 19 kỷ nguyên đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể thăng cấp lên tiên vương. Linh hồn của tiên vương mới chính là tinh hoa. Ý chí, tu vi cả đời ngưng tụ lại, thân thể chỉ là thứ đi kèm, bất cứ lúc nào cũng có thể ngưng tụ ra, cùng lắm thì mất đi tu vi vài kỷ nguyên là được. Chính bởi như vậy nên chúa tể nguyên thủy mới bỏ qua thân thể mà tiến vào bên trong cánh cửa vĩnh sinh, vẫn là cường giả đệ nhất như trước. Thực ra thân thể mà chúa tể nguyên thủy ngưng tụ ra bên trong cánh cửa vĩnh sinh còn mạnh mẽ hơn, bởi vậy phương hàng năm lần bảy lượt suy tính cuối cùng không thể suy tính ra đối phương ở bên trong bức tường tinh thể của cánh cửa vĩnh sinh, cũng không suy tính được tạo hóa tiên vương. Hải dương thần lực, thân thể tiên vương toàn bộ đều thuộc về kỷ nguyên môn ta đi. Phương Hàng gầm to một tiếng, hai tay giơ cao lên, thiết quyền nắm chặt lại. Lập tức toàn bộ hải dương thần lực liền dung hợp vào bên trong kỷ nguyên thần trận, khiến tu vi của hắn đạt tới 18 kỷ nguyên đỉnh phong. Cùng lúc đó, rất nhiều lực lượng của thân thể tiên vương thiêu đốt ẩn trong tinh thể thần quốc của hắn lúc này trải qua chuyển hóa liền có một bộ phận nhỏ bay ra, dung nhập vào bên trong thân thể của đệ tử kỷ nguyên môn, khiến một số phần tử nòng cốt thăng cấp, lực lượng nhảy vọt. Tinh đế, ngũ đại ma đế gì gì, thậm chí là cả trưởng lão thiên công, những người này đều đã thăng cấp lên tu vi 10 kỷ nguyên có thể so sánh với thiên quân như tai nạn, sát lục, lôi đế, vĩnh hằng thực lực của kỷ nguyên môn ngay trong khoảnh khắc này gần như đã có thể đứng ngang hàng với thiên đô giáo, mà phương hàng cộng với phương thanh tuyết hiện giờ đã có thể giết chết hoa thiên đô. Không tốt, xảy ra chuyện rồi. Tại sao lại có thể như vậy? Trong nháy mắt khi hải dương thần lực bị thu không còn một mánh. Linh hồn của chúa tể vạn thú bị trọng thương, chúa tể niên thú, mang tổ, chúa tể vạn yêu đều cảm thấy không ổn cảnh tượng tiếp theo trước mắt họ khiến ánh mắt mỗi người đều phẫn nộ tới xuất huyết đi thống tới cực điểm không niên thú phát ra một tiếng kêu tê tâm liệt phế phụ thân người làm sao vậy đi đi mau tìm hoa thiên đô đưa tất cả mọi người đi tìm hoa thiên đô sau lưng hoa thiên đô có tạo hóa còn có nguyên thủy khởi nguyên chân lý bọn họ hợp lực lại có thể đối kháng với súc sinh phương hàng này. Kế hoạch của ta đã thất bại, chẳng những mất đi thân thể mà linh hồn cũng bị thương nặng, không thể khôi phục tới tu vi 10 kỷ nguyên, hiện giờ đã không còn thực lực tiên vương nữa. Lần này ta sai lầm rồi không thể có năng lực luyện chế hay chiến thắng súc sinh phương hàng này. Phải dựa vào lực lượng của rất nhiều người mới có thể giết chết hắn. Giọng nói của chúa tể vạn thú vội vã vô cùng. Sau bên trong linh hồn hắn bỗng tỏa ra từng luồng khí tức giả thú, là pháp tắc thuần túy. Dưới lượng pháp tắc lớn này đột nhiên bay ra một chữ niên khổng lồ. Đây là chữ bản mạng của niên thú, mạnh mẽ vô cùng, sinh sôi không thôi, vừa tế ra một cái liền thực sự có tác dụng định cả càng khôn. Chữ niên mang theo linh hồn của chúa tể vạn thú phát ra tiếng nổ vang ầm ầm chấn động xé rách cả chiến trường tiên vương, tập kích phương thanh tuyết ở bên cạnh phương hàng cổ tự do tiên vương thúc giục quả nhiên không giống bình thường phương hằng hết sức chăm chú vung tay chọc một cái lập tức khiến tất cả mọi sự bùng nổ đều ngừng lại chữ niên xoay vòng phàm những người tiếp cận nó đều phải tử vong thiên quân cũng không phải là ngoại lệ cùng một thần vật ở trên tay thiên quân và trên tay tiên vương lại hoàn toàn bất đồng thiên quân bình thường có thể chỉ phát huy ra một nửa uy lực của cổ tự nhưng tiên vương lại có thể hoàn toàn phát huy tất cả Hiện tại chữ niên bản mạng của chúa tể vạn thú không biết đã để ở trong cơ thể trong bao nhiêu kỷ nguyên, phóng ra giết địch, ngăn cản phương hàng và phương thanh tuyết, lập tức thu được hiệu quả rõ rệt. Đi Trong nháy mắt khi chữ niên ngăn cản phương hàng và phương thanh tuyết, linh hồn của chúa tể vạn thú bay lên, bao phủ lấy người của liên minh tam tộc phóng về phía ngoài chiến trường tiên vương, không ngờ bay về phía thiên đô thành của giới thượng giới. Ông Vào một khắc khi chúa tể vạn thú bay đi Phương Hàng lập tức triển khai toàn bộ lực lượng, vung tay chụp lấy chữ niên, hoàn toàn phá giải nó rồi dung nhập vào bên trong thân thể. Sau đó hắn gật đầu với Phương Thanh Tuyết, bay thẳng thân thể lên đuổi theo, tuyệt đối không thể để linh hồn của chúa tể vạn thú hội hợp với hoa thiên đô. Hiện tại linh hồn của chúa tể vạn thú tuy rằng đã bị cánh cửa vĩnh sinh phản vệ, thực lực giảm xuống rất nhiều, lại mất đi thân thể và chữ niên bản mạng vô cùng lợi hại nhưng dù thế nào linh hồn hắn cũng là tiên vương, giá trị rất lớn, so với thần vật còn lợi hại hơn nhiều. Nếu bị hoa thiên đô luyện hóa, chỉ sợ hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Cho nên Phương Hàng tuyệt đối không có khả năng để cho hoa thiên đô được lợi, hắn và Phương Thanh Tuyết một người có tu vi 18 kỷ nguyên, một người là 17 kỷ nguyên. Hai người liên hợp lại, nhán một cái có thể tới bất kỳ nơi nào trong chư thiên vạn giới, thậm chí hai người có thể nhìn thấu thiên giới, giới thượng giới, thậm chí thấy cả chiến trường tiên vương lớn tới mức nào. trong chư thiên không có sự tình gì họ liếc một cái mà không biết. chỉ còn có thứ duy nhất không thể nhìn thấu là cánh cửa vĩnh sinh. hắn đã tiếp chân chân chính với căn nguyên thiên địa vũ trụ. bắt lấy cho ta. vung tay chụp một cái khí tức cuồn cuộn mãnh liệt chụp về hướng linh hồn của chúa tể vạn thú và đám người của hắn bàn tay của phương hàng không ngừng hút lấy hư không biến thành tấm màn trời bao phủ vũ trụ khiến chúa tể vạn thú không thể chạy trốn tránh cũng không thể tránh ở trong giới thượng giới thiên đô thành đứng vững chắc tỏa ra thần quang lấp lánh hoa thiên đô dường như đang tu luyện một loại thần thông tuyệt thế pháp lực tăng trưởng rất lớn mà chúa tể vạn thú mang theo cao thủ tam tộc cùng cuộn hướng về phía thiên đô thành, cùng lúc đó bàn tay của phương hàng chụp tới thì linh hồn của chúa tể vạn thú cũng đã bao phủ xuống thiên đô thành. Hoa thiên đô, ta là chúa tể vạn thú, giáng xuống thất bại, bị phương hàng đuổi giết. Mau mau thông báo cho tạo hóa, nguyên thủy phía sau ngươi, nếu không thì để hắn thành công, chúng ta đều phải tử vong cả. Hiện giờ liên thủ lại thì chúng ta còn có lực lượng liều mạng. Ý niệm của chúa tể vạn thú lập tức truyền ra trong khoảnh khắc này truyền khắp thiên đô thành, khiến mọi người đều biết chuyện gì đã xảy ra. Ha 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 ha. Ta sớm đã biết chúa tể vạn thú ngươi cùng đường sẽ tới nơi này của ta mà. Ta được chúa tể Nguyên Thủy chỉ điểm, tạo hóa tiên vương bày kế rồi. Ngươi cho rằng chúng ta không biết kế hoạch giáng xuống của ngươi sao? Đột nhiên vào lúc này, thân thể cao lớn của Hoa Thiên Đô bốc lên từ trong thiên đô thành tuy nhiên chúng ta không thể tưởng tượng được ngươi lại thất bại nhanh như vậy tốt 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 nếu đã tới đây thì ta sẽ che chở cho ngươi chúng ta cùng nhau liên thủ chống lại phương hàn cấm pháp của thiên đô thành mở rộng ra để cho chúa tể vạn thú xâm nhập vào bên trong cùng lúc đó toàn bộ thành trì phát ra những luồng thần quang rực rỡ chặn đứng bàn tay của phương hàn khiến cho hắn không thể chụp xuống Phương Hàng thấy thế liền phất tay thu lại, trực tiếp đi tới bên ngoài thiên đô thành, lạnh lùng nhìn chúa tể vạn thú, niên thú còn đang kinh hồn và đám người hoa thiên đô, tốt, tốt lắm. Các ngươi không ngờ lại liên hợp với nhau, ta đỡ phải mất công giết các ngươi. Phương Hàng, ngươi giờ còn kiêu ngạo như vậy sao? Linh hồn tiên vương của chúa tể vạn thú đã liên hợp với ta, thực lực tăng nhiều rồi. Hoa thiên đô cười nói, kỷ nguyên thiên quân sắp bị giết rồi hoa thiên đô đứng thẳng bên trong thiên đô thành tu vi hắn lại gia tăng phía sau có một vòng ánh sáng mỗi vòng ánh sáng đều do lực lượng nguyên thủy ngưng kết thành trong đó có ý niệm của tiên vương ngoài ra còn có những vòng sáng chạy song song do lực lượng tạo hóa ngưng kết thành chúng lộ ra sự cường đại biểu thị cho thực lực hiện tại của tạo hóa tiên vương gần bằng với chúa tể nguyên thủy cường đại hơn nhiều so với các tiên vương khác phía sau hai vòng sáng của tạo hóa Nguyên thủy là những vòng ánh sáng của chân lý, khởi nguyên, thần thoại, thậm chí còn có vài vòng sáng của những tiên vương không biết tên. Từ điểm này có thể nhận ra Hoa Thiên Đô đã trở thành con cưng của trời đất thật, ngoài ngũ đại tiên vương là tạo hóa, nguyên thủy, chân lý, khởi nguyên thần thoại thì hắn còn được rất nhiều tiên vương khác ủng hộ. Nhiều tiên vương như vậy lại cũng ưu ái một người. Hiện giờ tu vi của Hoa Thiên Đô đã đạt 17 kỷ nguyên đỉnh phong bất cứ lúc nào có thể đạt tới 18 kỷ nguyên. Hơn nữa tam sinh thạch của hắn đã tu luyện tới mức lô hỏa thuần thanh, chân chính bắt đầu phát huy ra lực lượng của thần vật đệ nhất uy chấn chư thiên. Chúa tể niên thú và chúa tể vạn yêu, mang tổ cũng ở ngay phía sau hoa thiên đô. Mà linh hồn của chúa tể vạn thú lại vặn vẹo, một bóng hình cường đại phát ra những tiếng gào thét phẫn nộ, tỏ ra hận phương hàng thấu xương. Chúa tể vạn thú tiền bối. Đừng lo, Hiện tại trong thân thể ta đã tập trung vòng ánh sáng của mấy vị tiên vương, tương đương với ý niệm của bọn họ đều ở trong thân thể ta. Hiện giờ ta sẽ thúc giục uy lực của tam sinh thạch, khiến cho thương thế linh hồn của ngươi hồi phục. Chúng ta sẽ liên thủ với nhau, hoàn toàn phá hủy kỷ nguyên môn, không thể khiến phương hàng nguy hiểm này có khả năng sống sót tại giới thượng giới này. Hoa Thiên Đô vừa nói chuyện thì một luồng thần quan tỏa ra từ trên người, chiếu vào linh hồn chúa tể vạn thú đang vạn vẹo. Lập tức những thương tổn của hắn đều được chữa trị. Không bao lâu sau, chúa tể vạn thú cảm thấy thư thái hơn nhiều, lực lượng nhanh chóng tăng lên, đã vượt xa hoa thiên đô, thậm chí vượt cả phương hàng, đạt tới tu vi 19 kỷ nguyên. Ha ha ha! Tam sinh thạch quả nhiên là thứ tốt. Khó trách chúa tể nguyên thủy năm đó lại đùng nó luyện chế thành thần vật thứ nhất hiện tại không ngờ có thể trợ giúp ta hồi phục phản vệ của cánh cửa vĩnh sinh. Chúa tể vạn thú lập tức gầm lên thoải mái. Phương Hàn, ta muốn băm thay ngươi thành vạn đoạn. Ta là tiên vương, linh hồn của tiên vương. Ngươi nên biết rằng hậu quả khi đắc tội với một tiên vương sẽ khủng khiếp tới mức nào. Thật không? Phương Hàn nhìn hoa thiên đô đùng tam sinh thạch trợ giúp chúa tể vạn thú khôi phục linh hồn nhưng không hề tỏ ra sợ hãi chút nào, thản nhiên nói, một khi đã như vậy thì phải xem ai mạnh hay yếu. Chú tể vạn thú, ngươi có bản lĩnh thì ra đây giao thủ với ta, cho ta xem linh hồn của tiên vương mạnh tới mức nào. Muốn chết. Chú tể vạn thú tuy rằng chưa khôi phục hoàn toàn, tạm thời ngăn cản thương thế nhưng dù sao cũng là tiên vương, làm sao có thể chịu đựng những lời này của phương hàng thân thể lập tức di chuyển. Vút. Hắn liền mang theo thần uy cuồn cuộn dán xuống trước mặt phương hàng. Vung tay chụp một cái, một bàn tay khổng lồ mang theo ý niệm giả thú hung hãn đánh xuống mãnh liệt ngưng tụ thành trăm ngàn vùng vũ trụ hư không vô số thần thú thái cổ hiện ra trên bầu trời công kích kỷ nguyên thần trận của phương hàn phá cho ta thân thể phương hàn đứng thẳng tắp chống đỡ bầu trời năm ngón tay nắm thành quyền đánh lên không trung một cái vĩnh sinh thần con của vận mệnh xoắn vặn tất cả bao phủ thế gian một hải dương khí vĩnh sinh ập xuống một quyền này của hắn giống như đánh sụp cây cột chống trời, khiến cho trời xanh sụp đổ. Khí Vĩnh Sinh giống như thác nước ập xuống. Bên trong thác nước Vĩnh Sinh có ẩn chứa vô số Vĩnh Sinh thần lao ra, mang theo uy lực của cánh cửa Vĩnh Sinh. Tất cả thần thú kia dưới một quyền này đều sụp đổ. Đại vận mệnh thuật này thật là thần kỳ. Đáng tiếc là cảnh giới của ngươi thật sự quá thấp. Nên biết rằng trước mặt ngươi là Tiên Vương, không phải là đám kiến hôi thiên quân bình thường. Tuy rằng thần thú đã tan nát nhưng linh hồn của chúa tể vạn thú đã hoàn toàn biến mất, pháp lực của hắn vọt lên, vốn lượng vạn vẹo, trong khoảnh khắc đã tới phía sau lưng phương hàng, tập trung lực lượng. Tam đạo cử chuyển, thú thần nhất kích. Thú trảo hung hăng chụp tới, pháp tắc bùng lên rực rỡ như pháo hoa, xé rách cương khí hộ thân của phương hàng mà cắt tới. Phương hàng đánh ngược lại một chưởng, va chạm với thú trảo. Vận mệnh lực giáng xuống từ trên trời. Vĩnh sinh thần dày đặc như châu chấu tìm tới chúa tể vạn thú, chui vào bùng nổ trong linh hồn hắn. Chính trong nháy mắt này, chúa tể vạn thú lập tức bị hơn một ngàn vĩnh sinh thần bùng nổ. Hiện giờ vĩnh sinh thần do Phương Hàng ngưng luyện ra bùng nổ quả thực tương đương với cao thủ 12-13, thậm chí là 14 kỷ nguyên tự bạo. Hơn một ngàn cao thủ như vậy bùng nổ là khái niệm gì? Vũ trụ này cũng gần như không thể tồn tại những lực lượng bùng nổ này tập trung vào một điểm, bùng nổ trong linh hồn, nguyên thần của chúa tể vạn thú lập tức bị phá thành những mảnh nhỏ, nguyên khí bị hao tổn, quy lực thần thông giảm mạnh. Đáng giận. Nếu ta còn thân thể, linh hồn còn chưa bị thương thì giết ngươi chẳng khác gì giết một con chó. Trong lúc bùng nổ này, tất cả thế công của chúa tể vạn thú đều tan rã. Hắn ngưng tụ lại linh hồn, hiện ra xoay quanh đỉnh đầu phương hàng, đang muốn áp bách xuống thì lại bị kỷ nguyên thần trận chặn lại. Phương Hàng điểm ra một chỉ. Một lượng khí vĩnh sinh lớn ngưng tụ thành thiên nguyên nhất kích bắn ra. Bùng. Thiên nguyên nhất kích xuyên qua linh hồn của chúa tể vạn thú, đánh tan một phần hung uy của hắn. Chúa tể vạn thú liên tục gào thét, thi triển ra uy lực nghiêng trời lệch đất, tập trung thú đạo. Cuối cùng không ngờ xuất hiện một đám hư ảnh của thần linh thú nhân, là kết hợp hoàng mỹ giữa thú đạo và nhân đạo có trí tuệ của con người, có tiềm lực và hung hãn của thú. Phù văn mãnh liệt, khí tức giả tính, thần thông cuồng bạo giáng xuống. Linh hồn của chúa tể vạn thú biến thành một luồng sáng, tỏa ra mũi nhọn và pháp tắc đánh giết Phương Hàn. Phương Hàn, tiểu súc sinh, ta sẽ khiến ngươi biết tiên vương là thế nào. Thử xem tuyệt học mà ta tìm hiểu được từ cánh cửa vĩnh sinh đây. Phương Hàn nhìn thấy cảnh này, sắc mặt cũng ngưng trọng hẳn, thân thể nhoáng lên, cũng biến thành một luồng sáng kỷ nguyên thần, vận mệnh đạo đối kháng với linh hồn của chúa tể vạn thú. Cánh cửa vĩnh sinh. Phản vệ một lần nữa. Ngay trong lúc va chạm này, Phương Thanh Tuyết có tu vi 17 kỷ nguyên động thủ. Miệng nàng niệm chú ngữ rất dài, mỗi một lời chú ngữ đều kinh thiên động địa, trực tiếp xâm nhập vào sâu trong cánh cửa vĩnh sinh. Lập tức vô số bức tường tinh thể rung lên. Từ cánh cửa vĩnh sinh phun ra một luồng thần mang đánh về phía linh hồn chúa tể vạn thú. Xèo. Đòn tấn công này vừa nhanh vừa mạnh, không gì sánh nổi. Luồng thần mang này cắt tới một phần ba linh hồn của chúa tể vạn thú. Bắt. Kỷ nguyên thần trận của phương hàng hóa thành cánh tay của thần linh liền khiến một phần ba linh hồn này bị bắt lấy. Phần linh hồn này lại biến thành chúa tể vạn thú thống khố dãy dụa trong phong ấn phát ra sự nguyền rủa mãnh liệt của tiên vương còn hai phần ba linh hồn sợ hãi trốn vào bên trong thiên đô thành. Một phần ba linh hồn này đúng là đại bổ. Chỉ cần luyện hóa là ta có thể thăng cấp lên tu vi 19 kỷ nguyên, chỉ còn cách tu vi 20 kỷ nguyên của tu vi một chút xíu. Đáng tiếc là muốn luyện hóa một phần ba linh hồn của tiên vương này cần thời gian rất dài. Nhìn linh hồn tiên vương bị phong ấn trong tay không ngừng biến hóa, tấn công đột phá giống như một con mảnh thú thái cổ, không thể nào trấn áp được, không cẩn thận là sẽ sôi hỏng bỏng không? Hai phần ba linh hồn của chúa tể vạn thú chạy trốn vào trong thiên đô thành giờ phút này phẫn nộ ngập trời. Nếu lửa giận có thể thiêu đốt thì vũ trụ lúc này đã bị biến thành tro tàn rồi. Phương Hàng ngươi đừng mơ luyện hóa được linh hồn ta. Ta sẽ thu lại. Chúa tể vạn thú không ngừng dùng linh hồn cảm ứng, khiến cho phong ấn của Phương Hàng chấn động. Linh hồn của tiên vương thì đã sao? ở trong tay ta thì đừng mơ chạy trốn. Phương Hàng Phong ấn linh hồn này, cùng đứng sóng vai với Phương Thanh Tuyết, nhìn Hoa Thiên Đô ở bên trong Thiên Đô Thành. Hoa Thiên Đô, ngươi giờ còn muốn nói gì? Nếu quyết một trận tử chiến thì hãy đợi tới thời điểm đại hủy diệt của kỷ nguyên này lại giao thủ có được không? Hả? Nhìn Phương Hàng, Hoa Thiên Đô nhướng mày. Hai người thù sâu như biển, vừa gặp mặt là phải ngươi sống ta chết nhưng hiện tại Phương Hàng không ngờ lại cố ý ngưng chiến trước, không biết là hắn có chủ ý gì. Phương Hàng sớm muộn gì ngươi và ta cũng phải đánh một trận. Ta biết ngươi muốn có thời gian luyện hóa một phần ba linh hồn của chúa tể vạn thú, tu luyện tới cảnh giới 19 kỷ nguyên đỉnh phong. Ta cũng cho ngươi thời gian này. Tâm linh hoa thiên đô máy động. Hiện tại hắn cũng cần thời gian tích lũy. Hơn nữa ở bên trong thiên đô thành có một nhân tố không ổn định là chúa tể vạn thú, liên minh tam tộc. Nhất là chúa tể vạn thú lúc này dù chỉ tồn tại 2 phần 3 linh hồn như vẫn nguy hiểm 10 phần, chỉ hơi không chú ý sẽ bị người này đoạt xá. Mà hoa thiên đô cũng thèm nhỏ rãi linh hồn tiên vương, đang nghĩ biện pháp cắn nuốt. Giờ hắn đang nghĩ tới điều này. Hai bên đều có điều cố kỵ cho nên hắn mới không muốn giao đấu sống chết với phương hàng lúc này tất cả đều phải chờ đợi và nhẫn nại. Tốt, Phương Hàn, hai người chúng ta đều cần có việc phải hoàn thành, hơn nữa hiện tại cũng không phải thời điểm hoàn toàn liều mạng. Vậy ước định là thời điểm thiên địa đại hủy diệt, phun ra thần vật, chúng ta đều dựa vào bổn sự mà cướp đoạt, hiện giờ nghỉ ngơi lấy sức được chứ. Hoa Thiên Đô liền nói. Hiện tại bên trong chư thiên vạn giới chỉ có Phương Hàn và hắn là có thế lực lớn nhất. Tốt. Tuy nhiên Hoa Thiên Đô, ta sẽ dứt sạch những tiên vương giúp đỡ ngươi chúa tể nguyên thủy tạo hóa tiên vương tạo hóa tiên vương khởi nguyên chân lý thần thoại cho ngươi biết thế nào là tuyệt vọng chân chính ngươi chẳng qua chỉ là thứ dựa hơi tiên vương mà thôi phương hàn nói vang khoác lát ta sẽ cho ngươi thấy ta dứt sạch kỷ nguyên môn từ dưới lên trên chó gà không tha đi tay áo hoa thiên đô vung lên khiến toàn bộ thiên đô thành ẩn đi